Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện gia phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang. Tập 7. Chương 061, đang tìm ngươi đây. Anh bố nghe đám mãng phu ý kiến xong thì đắn đo ve cằm, chỉ là không có danh nghĩa xuất binh. Năm xưa Hạng Vũ mưu hại nghĩa đế, ta vì đại nghĩa thiên hạ mà khởi binh. Nay nếu lại xảy ra chuyện ấy, người thiên hạ sẽ cười nhạo ta. Một đám mãng phu dưới trướng gãi đầu, không kiếm ra lời để nói. Huống hồ, Hàn Tín và Bành Việt còn chưa chết, nếu chúng ta khởi sự, hắn rất có khả năng sẽ dùng hai người đó thảo phạt ta, tới khi đó chúng ta sẽ thất bại. Anh bố nói vậy đấy, kỳ thực nếu hắn có chút đầu óc sẽ hiểu, Lưu Bang làm sao có thể để hai người đã mưu phản thống soái đại quân. Bộ hạ của hắn nếu có một người biết ăn nói có thể nói cho hắn vô số lý do khởi binh, nhưng đáng tiếc, bọn họ không có. Một tên xuất thân thảo mãng làm Hoài Nam Vương, ở phương diện chính trị, mưu lược, thậm chí còn không bằng Hàn Tín. Trên lịch sử, kết quả của hắn cũng vô cùng thảm. Sau khi bị Lưu Bang dẫn đám Tào Tham đánh bại, hắn bị Trường Sa Ai Vương Ngô Hồi lừa gạt, tin lời ma quỷ của đối phương, chuẩn bị tới Nam Việt. Tiếp đó sứ giả của hắn tới Phiên Dương, rồi bị người Đường bịa giết. Có điều hắn đúng là dũng mãnh, có một quãng thời gian đánh cho Lưu Bang không dám ra khỏi thành. Sau các quân tới nơi, Phàn, Hạ Hầu Tào, Chu Liên Thủ thiếu chút nữa đánh vỡ đầu anh bố. Tạm thời anh bố chưa đi lên con đường tạo phản, đàm luận chốc lát liền dẫn đám mãnh tướng tiếp tục ra ngoài săn bắn như cũ, chẳng có chuyện gì xảy ra, người đơn giản, sống đơn giản. Còn vào lúc này, công tử Trường đã về tới thành Trường An. Bọn họ xuất hành lặng lẽ, cũng không ở lại bất kỳ nơi nào, về còn nhanh hơn lúc tới rất nhiều. Vào Trường An, tới cổng Hoàng Cung, Loan bố dừng bước không tới nữa. Hắn không thể vào Hoàng Cung, xá nhân của Lưu Doanh có thể tự do ra vào, vì Lưu Doanh có điện riêng của bản thân để an bài những người đó. Thế nhưng Lưu Trường sống cùng Lữ Hậu ở Tiêu Phòng Điện, không có điện riêng, căn bản không cách nào an bài nơi ở. Hoàng hậu sớm nghĩ tới chuyện này, chuyên môn an bài nơi ở gần Hoàng Cung cho Loan bố. Lưu Trường mừng phát rồi, nói cách khác Loan bố không có lệnh không được vào cung à, mình tự do rồi à. Vào Hoàng Cung, tới nơi quen thuộc, bên cạnh không có phụ mẫu quản thúc, sau lưng không có đuôi bám theo, Lưu Trường hít sâu một hơi, thật là sướng. Trường đệ, Lưu Khôi ở đằng xa vẫy tay với Lưu Trường, Lưu Trường cười lớn chạy tới. Ngũ ca, đợi một chút. Này, đây là quà của huynh. Lưu Trường lấy một cái hộp gỗ từ tay cận thị đưa cho Lưu Khôi. Lưu Khôi sửng sốt, đệ đệ lớn rồi, hắn không ngờ được thằng nhóc này ra ngoài lại còn mang quà về cho mình. Lưu Khôi nhận quà kích động nói, Trường đệ, sao lại khách khí như thế, đệ. Hắn không biết phải nói cái gì, xúc động ôm chặt lấy đệ đệ một cái. Tứ ca đâu, nhị ca đâu, tứ ca ở Thiên Lộc Các, nhị ca ở Chữ Điện. Được, rồi, đệ đi tặng quà trước, đợi lát tìm huynh, chuyến đi này đệ làm không ít việc, gặp gỡ nhiều, ngay cả Hạ Hầu Anh cũng đích thân đánh xe cho đệ. Lưu Trường vừa đi vừa nói, rất nhanh rời khỏi nơi này. Khi Lưu Hằng nhận được quà, mặt hắn cũng mờ mịt, nhưng tiếp đó lại nheo mắt vào, mấy lần hỏi có phải cần ta giúp chuyện gì không? Vay tiền à? Hay là làm chuyện gì xấu muốn che giấu? Tứ ca bất tín nhiệm như thế làm Lưu Trường rất tức giận, mình mà là loại tiểu nhân như thế hả? Ngay cả Lưu Như Ý cũng nhận được một phần quà, mới đầu Lưu Trường không muốn chuẩn bị cho hắn, nhưng Loan bố không chịu, nói bất kể thế nào hắn cũng là huynh trưởng của công tử, làm vậy là vô lễ. Lưu Trường vì thế ném quà trước mặt Lưu Như Ý, sau đó ngẩng cao đầu rời đi. Lưu Như Ý sợ trong hộp là thứ gì kinh khủng, sai hạ nhân mở ra, lấy một món khắc gỗ, hắn hồi lâu không có phản ứng gì. Nó làm thế là có ý gì? Tặng quà à? Lưu Như Ý không tin nổi, Lưu Trường tìm trong Hoàng Cung rất lâu mà không tìm thấy Lục Ca, cuối cùng chỉ đành đi tìm Lưu Khôi mới tìm ra được lão Lục Lưu Hữu ẩn nấp một bên. Lão Lục nhận quà mà nước mắt ròng ròng. Đây là lần đầu tiên nó được người ta chính thức tặng quà, nó vô cùng vui vẻ. Cuối cùng tất nhiên là tới Chữ Điện tìm Thái Tử. Khi Lưu Trường xông vào Chữ Điện, ngay cả giáp sĩ của Lưu Doanh cũng không ngăn được nó. Bên trong điện, Lưu Doanh đang ngồi đối diện với Tiêu Hà lớn tiếng đàm luận gì đó, nhìn thấy Lưu Trường xông vào, cả hai tức thì dừng lại. Về rồi à, ôi ta bận quá quên đi đón đệ, vừa vặn lắm, nào tới đây, đệ tới rất đúng lúc, đang có chuyện muốn hỏi đệ. Lưu Trường vừa mới đi tới bên cạnh Lưu Doanh, quà còn chưa kịp tặng,
Lưu Doanh đã nắm lấy tay nó, kéo tới bên cạnh Minh, để nó ngồi xuống sát với mình. Lưu Doanh xoa đầu nó, rồi nhìn sang Tiêu Hà, đây là thất đệ của ta, Trường. Tiêu Hà mỉm cười, sớm đã nghe danh. Lưu Trường dò xét vị đại thúc hiền hòa trước mắt, không, phải gọi là lão gia gia mới đúng, trông ông ta còn nhiều tuổi hơn A Phụ, râu tóc hoa râm, nhưng tướng mạo đường đường, khí chất mười phần. Lưu Trường không khỏi cảm thán, đúng là soái lão già, đẹp trai hơn A Phụ nhiều lắm. Trường, mau bái kiến thừa tướng. Thừa tướng à? Lưu Trường khinh bỉ, ngông nghênh nhìn Tiêu Hà, ông là thừa tướng thì làm sao? Ta gặp A Phụ còn không hành lễ, không được vô lễ với Tiêu tướng. Lưu Doanh nhìn thấy bộ dạng hỗn hào của Lưu Doanh liền bợp gáy cho nó một phát, gượng gạo nói với Tiêu Hà, đệ ấy còn nhỏ ngang bướng, xin thừa tướng khoan thứ. Tiêu tướng á, là Tiêu Hà sao? Lưu Trường mở to mắt, nó vội vàng đứng dậy, ngồi luôn bên Tiêu Hà, ông là Tiêu Hà à? Đúng thế, ái già, nhị ca sao huynh không nói sớm, nếu là Tiêu Hà thì nên bái, nên bái. Lưu Trường bấy giờ mới đứng dậy, hướng về phía Tiêu Hà hành lễ. Trường đệ, không được gọi thẳng tên trưởng bối. Không sao, không sao. Nào, ngồi xuống. Tiêu Hà, mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới hành động vô lễ của thằng nhóc này, đợi Lương Trường ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Hà quan sát bộ dạng của nó, không khỏi cảm khái trong lòng, thằng bé này quá giống A Phụ của nó, giống hơn công tử Như Ý nhiều. Là thế này, thái tử cho rằng, phải nghĩ cách an bài hỏa đáng cho lưu dân trốn chạy khỏi chiến loạn. Ý của thái tử là muốn chế tạo lượng lớn máy dệt. Lập quan bạn tập trung các xưởng dệt ở Lạc, Lương, Yến, chiêu mộ lưu dân để họ làm việc cho quan phủ. Chiếc máy dệt này là do công tử làm ra, tới nay máy dệt còn không ít thiếu sót, linh kiện dễ hỏng, không biết công tử có cách cải tiến không. Hiệu suất giảm xuống một chút cũng được, chỉ cần có thể ổn định hơn, không xảy ra sự cố. Cái này... Lưu Trường cau mày, y biết máy dệt mình làm ra không đủ hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng là thứ bằng vào ký ức mơ hồ mày mò ra, y không phải chuyên môn làm cái này, nếu nói tới cải tiến. Trong thời gian ngắn, y khó mà tìm ra cách hay, thần đã xem bản thiết kế của điện hạ, tượng nhân nói, thiết kế tựa hồ có thiếu sót, thiếu vài linh kiện trọng yếu. Ta sẽ nghĩ cách, có thể để người của Thượng Phương giúp ta không? Đương nhiên có thể, chỉ cần điện hạ có ý. Không chỉ người của Thượng Phương, điện hạ có thể điều động bất kỳ ai. Các bạn đang nghe truyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 062, ai gọi thái y lệnh đi? Đề tài sau đó không liên quan gì tới Lưu Trường nữa, Lưu Doanh và Tiêu Hà nhắc tới một loạt vấn đề. Trừ nạn dân còn có phải đối phó với chuyện giảm sản lượng lương thực sang năm thế nào? Hai vùng Triệu Đại đánh trận, trai tráng nơi khác lên chiến trường, đồng ruộng thiếu người canh tác, nếu không có biện pháp ứng phó, tiếp theo đây sẽ là ruộng đất bỏ hoang, lương thực không đủ, lượng lớn bách tính chết đói. Lưu Trường ngồi bên cạnh bọn họ, vậy mà chẳng nói một lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Tiêu Hà có rất nhiều chuyện phải làm, nói chuyện với Lưu Doanh chốc lát, vội vã đứng dậy, trừ chuyện trong nước. Ông ta còn phụ trách công tác hậu cần. Tiễn Tiêu Hà đi, Lưu Doanh mới kéo Lưu Trường tới chỗ mình, hỏi tình hình chuyến lữ hành. Lưu Trường vốn có rất nhiều thứ để bốc phét, nhưng qua cuộc đàm thoại vừa rồi giữa Lưu Doanh và Tiêu Hà, những lời khoe khoang đó chớp mắt đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ca, Đại Hán thiếu lương thực như vậy sao? Dọc đường đi, bách tính mà đệ nhìn thấy không có ai là không cầm nông cụ, đều chuẩn bị canh tác. Bọn họ cần cù chăm chỉ như thế. Vì sao còn thiếu lương thực? Lưu Trường thở dài, sắc mặt cũng trở nên phức tạp. Trước giờ luôn thiếu, quốc khố quanh năm trống rỗng, chẳng có tích góp gì. Vùng Trung Nguyên còn đỡ, đệ đi chưa đủ nhiều, đệ không biết, bách tính đại đa số các nơi ở Đại Hán đều ăn không no, chỉ miễn cưỡng nuôi cái miệng, không bị chết đói mà thôi. Đương nhiên, mỗi năm số người chết cũng không ít. Thừa, tướng đã nghĩ rất nhiều cách, giảm bớt thuế má, không dùng lao dịch. Tình hình tốt hơn mấy năm trước một ít rồi đó, nhưng không cải thiện quá nhiều. Lương thực không đủ, nông cụ không đủ, trâu cày không đủ. Năm ngoái số người chết đói các nơi báo lên trên 6.000 người. Nếu như tra xét nghiêm túc, không biết có bao nhiêu người chết. Ôi, trong nước cứ đánh trận mãi, mỗi lần đánh trận đều phá hỏng 4-5 năm nỗ lực. Đó là vì sao thừa tướng nhiều lần dâng thư, nhất định muốn hoàng hậu xử tử Hoài Âm Hầu.
Lưu Doanh thấy Lưu Trường ngây ra tại chỗ, không nói không rằng, hỏi, đệ nghĩ gì thế? Không, không có gì. Lưu Trường hoảng hốt rời chữ điện như bỏ chạy, Tiêu Phòng điện không có Lữ Hậu trở nên vắng vẻ lạnh lẽ, thi thoảng có vài cận thị hoặc cung nữ bước chân không phát ra tiếng động vội vàng lướt qua xung quanh. Lưu Trường ngồi trên thềm đá, hai tay chống cằm, ngây ra nhìn đằng xa, thở dài sườn sượt, đang nghĩ gì thế? Lưu Trường giật mình ngẩng đầu, Lưu Hằng đang đứng trước mặt nó, hai tay để sau lưng, bình đạm nhìn nó chăm chú. Tứ ca, sao huynh lại tới? Cái công chuyển sang cuốn sách khác, ông ấy bảo ta đưa cho đệ, bắt đầu từ ngày mai tới Thiên Lộc Các. Vâng, Lưu Trường nhận lấy sách, tiếp tục ngồi ngay đó, Lưu Hằng nghĩ một lúc cũng ngồi xuống bên nó, hai người cùng nhìn ra xa. Tứ ca, ừ, đệ rốt cuộc đã hiểu vì sao huynh không ăn thịt trâu rồi. Ừ, đệ không biết, mấy năm qua đệ đã ăn biết bao nhiêu trâu cày. Không sao, thịt mà đệ ăn đa phần là của những con trâu đã chết. Thiên hạ còn rất nhiều người không được ăn cơm, đệ chẳng làm được gì. Sao lại không chứ, trước kia không phải đệ cải tiến máy dệt sao, cái đó cứu được rất nhiều người. Vải không thể dùng ăn thay cơm, dù muốn dùng vải đổi cơm ăn thì cũng phải có lương thực mà đổi chứ. Vậy đệ đi cải tiến nông cụ, đệ có thiên phú như thế, không thể để lãng phí. Nhưng đệ chẳng hiểu gì về nông cụ, tứ ca, đệ từng dỡ máy dệt, nhưng chưa từng thấy nông cụ, đệ chưa bao giờ ra ruộng, chưa canh tác ngày nào. Lưu Trường thoái chí nói, đệ không làm được. Lưu Hằng nhìn bộ dạng đó của nó cau mày lại, nổi giận mắng, thằng nhóc này nói lời khốn kiếp gì đó. Hoài Âm Hầu sinh ra đã biết đánh trận sao? Thừa tướng khi học đi đã biết trị quốc à? Bọn họ đều thông qua học tập mà nắm được những bản lĩnh đó. Đệ không dám thử, không dám học, sao đã dám từ bỏ? Nhưng mà cái này khác. Có gì mà khác, chẳng lẽ bản lĩnh của bọn họ không bì được với bản lĩnh của đệ à? Đệ. Lưu Trường mở to mắt hồi lâu không nói ra lời, đệ chừng này tuổi đã có thể làm ra máy móc như vậy, đủ để chứng minh đệ có thiên phú. Đừng để hoang phế thiên phú của mình, không hiểu thì đi theo người hiểu để học. Nếu muốn làm chút gì vì bách tính thiên hạ thì đừng ngồi đây thở ngắn than dài nữa, làm thế có ích lợi gì. Đệ áy náy ngàn vạn lần thì bách tính có sống tốt hơn không? Đệ không ăn trâu nữa thì nhà hộ hộ sẽ có trâu cày à? Lưu Hằng rất nghiêm khắc, không vì Lưu Trường còn nhỏ mà nương tình, đi làm cái gì đó đi, cho dù thất bại cũng còn hơn là ngồi ngây ra đó. Vâng, Lưu Trường đứng bật dậy, đệ tới Thượng Phương ngay, đệ phải làm ra thật nhiều máy móc, đệ phải để người thiên hạ đều được mặc quần áo, đều có cơm ăn. Vậy còn đứng đây làm gì nữa? Lưu Trường tức thì chạy nhanh về phía Thượng Phương, được vài bước, nó đột nhiên dừng lại, chạy về chỉ Lưu Hằng. Đúng rồi, tuy huynh là huynh trưởng của đệ, nhưng lần sau mà còn dám mắng đệ nữa thì đừng trách đệ ra tay. Lần này tha cho huynh, không được có lần sau đâu đấy. Nói xong Lưu Trường chạy ù đi như một làn gió. Lưu Hằng ngồi trên thềm đá, nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy mất tung tích, cười lớn, cái thằng nhãi này. Ta tới rồi. Lưu Trường xông vào Thượng Phương phủ, lớn tiếng quát tháo, có máy dệt chưa làm xong không? Cho ta một cái, chúng ta cùng xem có chỗ nào để cải tiến không? Đúng rồi, đem các loại nông cụ mang ra đây cho ta, rồi kiếm cho ta vài người hiểu nông cụ. Còn nữa tìm cho ta mấy người chế tạo máy móc được thăng tước, càng nhiều càng tốt. Tất cả là vì bách tính thiên hạ. Tượng nhân và hoạn quan bên trong Thượng Phương phủ cứ trợn mắt há mồm nhìn Lưu Trường la hét ỏm tỏi muốn tạo phúc thiên hạ, sau đó cả đám đưa mặt nhìn nhau. Ai đó đi gọi thái y lệnh đi. Trong Thượng Phương phủ, Lưu Trường được một đám tượng nhân vây quanh, đang nghiêm túc tháo lắp một đống linh kiện máy dệt. Lưu Trường rốt cuộc đã hiểu ra vì sao máy dệt nó làm ra lại dễ hỏng rồi. Nói một cách đơn giản là Lưu Trường theo đuổi hiệu suất quá mức, bước tiến quá lớn, y dựa theo máy dệt trong ký ức để làm ra. Nhưng máy dệt tương lai không dùng kết cấu mộng nối, mà dùng đinh cùng các loại chất kết dính mới có thể đạt công suất cao mà không hỏng. Chứ với kết cấu hiện nay à, nếu như đã hiểu điểm mấu chốt rồi, vậy chỉ cần giảm bớt chấn động hoặc thay bằng kết cấu khác là có thể giải quyết. Còn về phần nông cụ, thứ đó Lưu Trường thực sự phải học từ đầu rồi. Y lục đi lục lại trong ký ức cũng không tìm ra bất kỳ tri thức nào liên quan tới canh tác, có máy cày thật đấy, nhưng y không làm ra được. Được cái Thượng Phương là một cơ cấu hoàn mỹ, bởi vì được Tiêu Hà can dặn, toàn bộ Thượng Phương không một ai dám làm trái mệnh lệnh của Lưu Trường. Lưu Trường nói sao thì là vậy. Trước tiên nó tìm là tìm một ít cày,
sẻng, cuốc, cưa hai lưỡi, liềm, vân vân. Thượng Phương thậm chí mời tới mấy lão nông ra ngoại ô Trường An, đích thân biểu diễn cho công tử xem mấy nông cụ này sử dụng thế nào. Làm Lưu Trường cảm thấy bất lực là những thứ nông cụ đơn sơ này cơ bản đã không có không gian cải tiến nữa. Nếu muốn cải tiến thì chỉ có ở vật liệu, lúc này đã có nông cụ làm bằng sắt, nhưng vì sắt không có nhiều nên dùng lẫn với cả đồ gỗ, đồ đồng, có gì dùng nấy, không kén chọn. Theo Lưu Trường, thấy thứ duy nhất có thể cải tiến tựa hồ là cái cày. Thời gian qua nó toàn xem cảnh cày ruộng, gãi cằm nghĩ cách cải tiến. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 063, ngươi tên Lưu Trường à? Sao chép làm theo thì dễ lắm, nhưng tự mình nghĩ thì không phải dễ dàng, cho dù là thứ đơn giản đến đâu, tự mình nghĩ ra khẳng định là khó khăn phức tạp hơn sao chép. Khi máy dệt mới giảm thiểu hiệu suất tăng cường tính ổn định được đưa tới chỗ Tiêu Hà, thừa tướng vô cùng vui mừng. Bọn họ lập tức chuẩn bị dùng biện pháp của thái tử, đưa bản vẽ tới các nơi để đương địa chế tạo lượng lớn máy dệt, sau đó chiêu mộ lưu dân giải quyết vấn đề lưu dân. Lưu Danh đang chuẩn bị khen ngợi đệ đệ một phen thì biết gần đây đệ đệ đang nghĩ cách cải tiến nông cụ thì càng vui mừng. Khi Lưu Trường về cung, Lưu Danh nắm chặt tay nó không buông. Trường đệ, nay phụ mẫu đều không ở Trường An, ta chẳng phải là người tham công lao gì, chỉ muốn để phụ mẫu biết ta có thể quản lý tốt quốc gia. Nếu như đệ có thể làm ra máy móc mới, ta nhất định sẽ chế tạo số lượng lớn để A Phụ thấy, trong số con của người, không có đứa nào là vô dụng. Có thể nhìn ra, Lưu Danh đúng là rất kích động, thời gian qua hắn làm được rất nhiều việc trong phạm vi chức quyền của mình. Hắn đang thử trở thành một thái tử hữu dụng thực sự, chứ không phải là thái tử mồm đầy những lời đạo đức nhân nghĩa rỗng tuếch. Trong triều hội, hắn tiếp kiến gần như tất cả đại thần, thỉnh cầu những đại thần đó đưa ra kiến nghị của bản thân. Các đại thần cũng không biết phải làm sao đối diện với thỉnh cầu của thái tử, đưa ra chút kiến nghị trong lĩnh vực của mình. Thái tử tưởng thưởng cho những người đó, đồng thời thu nạp kiến nghị của bọn họ, bàn bạc cùng xá nhân bên cạnh, xem kiến nghị nào có thể chấp hành. Khi hắn đang cố gắng thể hiện năng lực của mình, ý tưởng của Lưu Trường làm hắn rất vui vẻ. Nếu như Lưu Trường thực sự có cách làm ra máy móc nâng cao sản lượng lương thực thì hắn có thể làm được nhiều việc hơn nữa rồi. Lưu Trường suốt cả ngày chạy ra ruộng, toàn thân bẩn thỉu, chẳng giống hoàng tử tí nào. Thường ngày ở Thiên Lộc Các cũng mặt mày bùi đất, thành sự đối lập rõ ràng với các hoàng tử. Nhìn đệ đi, đệ thành khỉ đất rồi, không biết rửa mặt đi à, cẩn thận mẫu hậu về đánh đệ. Như ý cười trêu, Lưu Trường chẳng để ý, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, số bùn đất đó cứ như là huân chương trên người nó lớn tiếng nói, toàn thân ta toàn bùn đất, nhưng vì người thiên hạ mà làm việc, ngươi sạch sẽ như vậy, nhưng cống hiến được gì không? Như ý đang định nói gì thì cái công vỗ mạnh bàn. Công tử Như ý, có người trong tương lai, mắt nhìn lên trên, ngôn chi nhất, hành chi nhất, đắc nhi vật thất. Ngôn chi thải, hành chi cố, đắc nhi vật dĩ, thị cố, ngôn giả tâm chi phù, sắc giả tâm, chi hoa giã, khí giả tâm chi phù giã. Hữu nhất ngôn, vô nhất hành, vị chi vu, cố ngôn tự thủ, hành chi tốt. Câu nói này nghĩa là gì? Như ý trợn cả mắt, lắp ba lắp bắp giải thích, nếu như muốn ủy thác trọng trách cho ai đó, đồ, rồi, rồi. Lão sư có thể nói lại một lần không? Có thế mà không hiểu, lại đi chỉ trích đệ đệ của ngươi à? Chép thập thái kinh 60 lần cho ta. Như ý cúi đầu vâng dạ. Lưu Trường toét miệng cười, nháy mắt trước mặt Như ý, trong lòng sướng khoái. Đợi buổi học kết thúc, cái công gọi Lưu Trường lại, ông ta dùng ống tay áo lau mặt Lưu Trường, lau bùn đất trên tay nó, lau rất sạch sẽ. Ta biết chuyện công tử muốn làm, công tử làm rất tốt. Trong hoàng cung nếu có ai dám chế giễu công tử cứ nói với ta, ta xử trí thay công tử. Hi hi hi, được ạ. Lưu Trường tiếp tục quanh quẩn bên ruộng đồng, tuy nói nó chẳng hiểu gì về đồng ruộng, nhưng năng lực cơ bản vẫn có, rất nhanh nó ý thức được. Nếu như máy dệt có thể thông qua nhiều con suốt để nâng cao hiệu suất, vì sao không thể tăng thêm lưỡi cày nâng cao hiệu suất? Nói thì dễ chứ làm thì khó, nếu tăng thêm vài cái lưỡi, vậy thì cày sẽ trở nên to và nặng, cày càng tốn sức, không tăng thêm hiệu suất, ngược lại còn giảm bớt. Lưu Trường lại quan sát cày ruộng nhiều lần, rốt cuộc phát hiện, dùng nguyên lý đòn bẩy, đem càng thẳng sửa thành cong, đem dài sửa thành ngắn.
Ngoài ra lại nghĩ cách thêm vài cái lưỡi, trên giá lại lắp một cái trụ tròn, dưới trụ tròn lắp cái sẻng, ở đầu lắp một cái sẻng xới đất. Không, hai cái. Khi Lưu Trường vẽ ra bản thiết kế đưa cho người của Thượng Phương, đám người đó sững sờ. Đây mà là cái cày à, công tử đem toàn bộ nông cụ treo lên cái cày thì có, thứ này mấy con trâu mới kéo được. Mặc dù thiết kế của công tử Trường rất hoang đường, nhưng mang tới gợi mở nhất định cho các tượng nhân, ví dụ như kết hợp các nông cụ khác nhau giúp xới đất dễ hơn, bao gồm đổi càng thẳng thành càng cong. Thế là đám tượng nhân lặng lẽ thiết kế sau lưng, công tử Trường cái gì cũng tốt, chỉ là quá to gan, cái gì cũng muốn, luôn luôn theo đuổi hiệu suất tối đa. Nghe nói các tượng nhân đã bắt tay vào chế tạo, Lưu Trường đương nhiên cũng rất vui, ngay cả cơm cũng ăn nhiều hơn. Ngày hôm đó Lưu Trường lại ở ruộng xem tượng nhân thử nghiệm các loại nông cụ khác nhau, tới chập tối mới cùng Loan Bố quay về Hoàng Cung. Đang đỉnh vào Hoàng Cung, chợt có người gọi, Lưu Trường. Lưu Trường ngẩn ra, quay lại thì thấy hai thằng tiểu tử tuổi lỡ cỡ, đang kiêu ngạo nhìn mình. Ngươi chính là Lưu Trường à? Hai người đó chậm rãi tới gần, giáp sĩ ở cổng cung nhìn bọn họ một cái rồi biết điều quay đầu đi. Chính là ta, các ngươi là ai? Lưu Trường nhíu mày, ta là Phản Kháng, đây là đệ đệ ta, thị nhân. Chính ngươi thừa lúc bọn ta không có mặt mà bắt nạt muội muội của ta à? Hai người nhìn Lưu Trường với vẻ mặt bất thiện, cao ngạo, hả? Muội muội các ngươi là ai? Đầu, óc Lưu Trường bây giờ toàn cày với quốc quên hết cả rồi, Phản Khanh. À, các ngươi là ca ca của con quỷ mách lẻo à? Hừng, biết điều thì đi theo ta xin lỗi muội muội bọn ta, nếu không bọn ta không tha cho ngươi đâu. Lưu Trường hăm hở xắn tay áo lên, hỏi, phải rồi, hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi sẽ không thích hớt lẻo như muội muội của các ngươi chứ? Ngươi nói cái gì? Bọn ta là đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, sao có thể đi mách người lớn? Ngươi hỏi thế để làm? Bốp, hu hu hu, bọn con không làm gì cả. Nó vừa tới một cái là đánh bọn con, mắt con không nhìn thấy gì nữa rồi. Phan Kháng mặt mày thâm tím khóc miếu tố cáo với mẫu thân hành vi bạo lực của Lưu Trường, Phan thị nhân ở bên cũng lau nước mắt khóc tu tù. Lữ Tu nghiêm mặt, nghe hai đứa con kể lể, hai người mà không đánh được một đứa nhỏ hơn mình, còn mặt mũi tới khóc lóc với ta à? Thể diện của A Phụ các ngươi bị hai đứa các ngươi làm mất hết rồi. A Phụ các ngươi mà ở đây thế nào cũng treo các ngươi lên xà nhà đánh, còn khóc nữa à? Nghe Lữ Tu quát, Phan Kháng vội bịt miệng, vẫn còn khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Bị đánh thì lần sau đánh lại. Các ngươi là nhi tử của Vũ Dương Hầu, đừng bao giờ tới trước mặt ta khóc lóc kể lể nữa. Phan Kháng và Phan thị nhân rời chỗ mẫu thân. Phan thị nhân hỏi, huynh trưởng, muội muội bị bắt nạt, A Mẫu tự mình đi nói lý. Chúng ta bị đánh, sao A Mẫu còn mắng chúng ta? Úi ra, không sao, không sao, chuyện hôm nay đệ đừng nói với ai. Hai chúng ta không đánh được nó, vậy gọi thêm Thắng Chi, A Phu, Kiên tới giúp chúng ta. Năm người chúng ta không thể vẫn ăn đòn được. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 064, Binh Pháp có thể dùng khắp nơi. Hàn Tín được giam riêng ở một nhà lao phía nam ngoại thành Trường An. Cái nhà lao này vốn bỏ trốn, nằm trong quy hoạch phá hủy của Tiêu Hà. Lữ Hậu giam Hàn Tín ở đây, đồng thời đích thân lựa chọn ngục lại và ngục tốt. Nhưng người này mặc dù là nhục lại nho nhỏ, nhưng dám ngăn Tiêu Hà, không cho ông ta vào. Còn về phần Lưu Trường, bị Lữ Hậu ra thiết lệnh, không cho gặp Hàn Tín. Nhưng Lưu Trường túc trí đa mưu tự có cách. Nó chỉ cần khóc lóc lăn lộn với nhị ca là được. Nhị ca dễ bắt nạt lắm, chỉ cần nó lăn ra ăn vạ, nhị ca sẽ dẫn mình vào gặp Hàn Tín. Lưu Doanh có thể vào gặp Hàn Tín, hơn nữa ngục lại căn bản không dám làm khó hắn. Khi nhục lại thấy Lưu Doanh, phải gọi là hết sức ân cần, cười tươi như thế thấy người nhà, khác hẳn bộ dạng thường ngày. Đối với Lưu Trường, họ tuy không khách khí như với Lưu Doanh, nhưng cũng xem như là hiền hòa. Trong ngục âm khí nặng, tiểu công tử khoác thêm áo. Trong lòng Lưu Trường cảm giác quái quái, ngục lại đối đãi với mình và nhị ca khách khí như thế hình như không phải vì thân phận của bọn họ, mà là vì A Mẫu. Khi Lưu Doanh cười bảo Lưu Trường còn không bái tạ Lữ ngục lại, Lưu Trường tức thì hiểu ra, té ra là thân thích nhà mình thật. A Mẫu nghĩ gì không biết, không ngờ để thân thích tới làm ngục lại. Khi Lưu Trường theo Lưu Doanh vào lao ngục nó mới biết, thân thích đúng là không lừa mình,
trong lao ngục phát tán ra một hơi lạnh từ trong ra ngoài, làm người ta rùng mình. Phòng giam bốn phía trống không, chỉ có mấy ngục tốt vũ trang đầy đủ thần sắc nghiêm túc, qua lại tuần tra trong hành lang. Đi vào nơi sâu nhất, từ rất xa Lưu Trường nhìn thấy bóng người tóc tai rối bù. Sư phụ! Một tiếng kêu thất thanh của Lưu Trường làm Hàn Tín ngẩng đầu lên, xiềng xích toàn thân phát ra tiếng động. Ngục lại mở cửa, ghé tai Lưu Doanh nhỏ giọng nói vài câu, sau đó rời đi. Hai huynh đệ đi vào trong phòng giam, Lưu Doanh khom người thi lễ, còn Lưu Trường nhảy thẳng vào lòng Hàn Tín. Hàn Tín thời khắc này toàn thân bốc ra mùi thối, mặt đen xì, chỉ có đôi mắt là sáng khác thường. Lưu Trường nhìn bộ dạng sư phụ thế này, không kìm được nước mắt, dùng ống tay áo lau vết bẩn trên mặt ông ta. Ánh mắt Hàn Tín trở nên nhu hòa, giọng điệu vẫn khinh khỉnh, đại trượng phu, cớ gì lại như nữ nhi. Sư phụ, A Mẫu không cho đệ tử tới thăm, có phải bọn họ đánh sư phụ không? Nhìn hai sư đồ thân mật trò chuyện, Lưu Doanh mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng giam, nhìn về phía xa, để họ thoải mái nói chuyện. Lưu Trường gặp Dược Hàn Tín, máy nói tức thì mở ra, kể từ cái ngày trở về hoang cung bắt đầu, thổ lộ với Hàn Tín những chuyện xảy ra thời gian qua. Hàn Tín chăm chú lắng nghe, không cắt ngang lời nó, Lưu Trường cứ như vậy kể, từ xuất thành, tới gặp được Bành Việt, từ đánh nhau với Như Ý, tới bị nhi tử của Phàn Khoái tới trả thù. Không gì không kể, cái miệng nhỏ lích ra lích xích như con chim sẻ. Hàn Tín khép hờ mắt lắng nghe, có điều cho dù là Lưu Trường nói ra chuyện nó gặp riêng Bành Việt, Hàn Tín cũng không kinh ngạc, thậm chí không phát biểu ý kiến của mình. Tới tận khi Lưu Trường kể nó đánh gục hai nhi tử của Phàn Khoái, Hàn Tín mới lên tiếng, chỉ biết dựa vào vũ lực, đó là hành vi ngu xuẩn. Dù là người dũng mãnh như Hạng Vũ, nếu không biết sử dụng sách lược thì có thể làm được gì chứ? Lưu Trường ngớ ra, vậy đệ tử phải làm sao? Khi đã đánh bị kẻ địch thì hoặc là giết chết chúng, hoặc là thu phục chúng. Đánh bại kẻ địch thì phải chọn phương thức đỡ tốn sức nhất, giết địch 1.000, tổn hại 800 là hành vi ngu xuẩn nhất. Dùng cái giá thấp nhất tiêu diệt kẻ địch lớn nhất mới đáng là truy cầu của một con người. Nhưng đệ tử có đánh trận đâu? Đạo lý của binh pháp có thể vận dụng ở bất kỳ đâu, trên đường phố, trong miếu đường, chỉ hận ta hiểu ra quá muộn. Hàn Tín thở dài, nhưng đệ tử không thể giết bọn chúng. Hàn Tín không nói nữa, chỉ nhìn Lưu Trường. Ngục lại không cho bọn họ quá nhiều thời gian, rất nhanh Lưu Doanh dẫn Lưu Trường rời đi. Lưu Trường quyến luyến đi mấy bước lại quay đầu, sư phụ, đệ tử sẽ còn tới. Được Hàn Tín chỉ bảo, đúng là đã gợi mở lớn cho Lưu Trường. Mấy ngày hôm đó, nó được Loan Bố Tháp Tùng xuất cung, luôn nhìn thấy cái tên Phản Kháng dẫn theo một đám người, lượn lờ quanh Hoàng Cung. Đại khái vì xuất thân của bọn chúng, giáp sĩ tuần tra cũng không dám chính thức xua đuổi, chỉ bảo bọn chúng tránh khỏi cửa cung là xong chuyện. Lưu Trường tự nhận vũ dụng, nhưng đối diện với nhiều người như thế, nếu thực sự động thủ, khụ khụ. Nó không lo mình đánh không được, đánh được là cái chắc, chỉ sợ mình ra tay không biết nặng nhẹ, nếu đánh chết bọn chúng thì làm sao? Lưu Trường không sợ, tuyệt đối không phải công tử Trường sợ đâu nhé. Hàn Tín nói với nó, hoặc là giết chết, hoặc là thu phục, đây chỉ là trẻ con đùa giỡn thôi, giết người chắc chắn là không đúng rồi. Mà lão sư cũng nói, phải dùng phương thức ít tốn sức nhất đánh bại kẻ địch, tốt nhất là khiến mình diệt địch mà không phải trả bất kỳ một cái giá nào. Làm sao mới có thể giải quyết nhiều người như thế bằng phương thức không tốn sức? Lưu Trường suy nghĩ rất kỹ, lúc này bên cạnh nó có người lớn là Loan Bố, đám người kia không dám tới gây sự. Còn về phần Loan Bố, mặc dù hắn là xá nhân của mình, nhưng nếu bảo hắn đi đánh một đám trẻ con, hắn hẳn là sẽ không đồng ý. Suy đi tính lại, Lưu Trường rốt cuộc nghĩ ra một phương án hoàn mỹ. Ca, cái thằng tên Phản Kháng gọi 7-8 người tới đánh đệ không đánh được số đông. Bọn chúng còn chặn ở cổng cung, nói thấy đệ lần nào là đánh lần đó. Hu hu hu, Lưu Trường vờ vịt lau nước mắt, khóc lóc mách Lưu Như Ý, cái gì? Thời khắc đó Lưu Như Ý lửa giận ngút trời, hắn nắm chặt bội kiếm bên hông, hỏi, cái đám chó má đó, bọn chúng bây giờ ở đâu? Vẫn ở cổng Hoàng Cung, đi theo ta. Lưu Như Ý tóm lấy tay Lưu Trường, đi nhanh ra khỏi cửa điện bảo mấy đệ khác, mấy người các ngươi. Đúng. Chính là mấy người các ngươi, mang theo gậy gộc gì đó, theo ta khôi. Dẫn theo người của ngươi theo ta, Trường bị người ta bắt nạt. Hữu, ngươi cầm cái gậy nhỏ như thế làm gì, lấy cái lớn vào, đừng nói với Hằng.
Lưu Trường thấy Lưu Như Ý tụ tập cả một đám đông xông về phía cửa cung, trong lòng cũng thấp thỏm, thế này có phải là ầm ĩ hơi lớn không? Giáp sĩ canh cổng cung không cho bọn họ qua, Lưu Như Ý lấy Lưu Trường làm cớ, nói là phải theo công tử Trường ra ngoài cung làm máy móc nông canh mới, đây là lệnh của thừa tướng. Những người theo sau đều là hộ vệ, bảo hộ chu toàn cho các hoàng tử. Khi bọn họ ùa ra khỏi đại môn hoàng cung như đàn ong, Lưu Như Ý đi tìm mấy tên kia. Đoàn người vòng quanh mấy lượt phụ cận hoàng cung, vừa vặn gặp được đám kia đang tụ tập nô đùa, Lưu Trường nhận ra phản kháng trong số đó, lớn tiếng kêu lên, chính là bọn chúng. Lưu Như Ý hùng hùng hổ hổ đi tới, theo sau là đám người ánh mắt bất thiện. Đám phản kháng chẳng qua chỉ có 5 người, lúc này thấy mấy người dẫn theo một đám cận thị đi tới, trong tay tựa hồ đều có vũ khí, trong lòng có hơi chùn. Chỉ nhìn vài cái, tên cầm đầu là phản kháng đã xoay người muốn bỏ đi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 065, Thái tử nổi giận. Này, gọi ngươi đấy, lại đây cho ta. Lưu Như Ý quát lớn, phản kháng ngẩng đầu lên, đang định đi tới thì có một đứa bé tuổi lớn hơn một chút ngăn nó lại, chẳng chút sợ hãi đi tới, ngươi có chuyện gì? Ngươi là ai? Lưu Như Ý hỏi, ta là Chu Thắng Chi, hai đứa này là đệ đệ của ta, Á Phu, Kiên, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi đánh đệ đệ của ta, ngươi nói xem ta muốn làm gì? Chu Thắng Chi không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa, kinh sợ trừng mắt nhìn Lưu Trường ở phía xa, mắng, rõ ràng là nó đánh bằng hữu của ta. Đám người các ngươi sao có thể vô sỉ như thế? Ừ. Lưu Như Ý không nhiều lời, dùng vỏ kiếm thúc mạnh vào bụng Chu Thắng Chi. Chu Thắng Chi chỉ kịp hự một tiếng rồi ngã xuống. Đánh! Lưu Như Ý quát lớn, đám người phía sau xông lên, chỉ thấy Lưu Khôi thường ngày hiền lành đấm thẳng vào Chu Á Phu. Chu Á Phu bị đánh òa khóc, bị Lưu Khôi đuổi chạy khắp nơi. Đám phản kháng thi thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ có người dùng gậy đánh chúng, nhưng không tìm thấy người đánh. Khi bọn chúng ngã xuống mới nhìn thấy Lưu Hữu gầy gò thở hổn hển đứng sau lưng, tay cầm gậy gỗ. Lưu Như Ý không ra tay, hắn chỉ đứng ở một bên xem trò hay, há miệng cười lớn. Nhìn thấy Như Ý thường ngày mình ghét nhất lúc này nổi giận, ngồi trên người Chu Thắng Chi và mặt hắn, Lưu Trường có chút áy náy, mình làm như vậy có hơi thiếu đạo đức không? Nhưng làm thế này thực sự rất tuyệt vời, lão sư không lừa mình, thì ra không cần ra tay vẫn giải quyết được kẻ địch lại sảng khoái như thế, ai thèm quan tâm có đạo đức hay không. A phụ A mẫu không có nhà, các ngươi muốn leo lên trời đây phải không? Một đám khốn kiếp. Lưu Danh nhíu mày, cho dù hắn có tốt tính đến mấy lúc này cũng không nhịn được nổi giận chửi mắng. Năm người theo thứ tự quỳ trước mặt Lưu Doanh. Bắt đầu là Như Ý, tới Hằng rồi Khôi, Hữu, Trường, trừ Lưu Hằng ra thì những người khác đều cúi đầu, mặt đầy ủy khuất. Các ngươi sao có thể ra tay nặng như thế? Gia quyến thái úy phái người tới, nói làm ta không biết giấu mặt vào đâu. Di mẫu càng tự mình tìm tới nhà, mắng cho ta một trận, ta đi khắp nơi nhận lỗi. Các hoàng tử liên thủ đánh con các đại thần, đây là loại chuyện gì? Hả? Lưu Danh nổi giận, đám đệ tử cúi gằm mặt không dám phản bác. Chỉ Lưu Như Ý không phục, ta không thể trách bọn đệ, là chúng ra tay đánh Trường đệ trước. Ngươi còn có mặt mũi mà nói à, tuổi ngươi lớn nhất, không ngăn cản bọn chúng, còn dẫn chúng đi đánh nhau. Như Ý, ngươi làm ta thất vọng, ngươi làm gương cho bọn chúng thế à? Nhị ca, đệ, không cần nói nữa, ngươi đưa tay ra. Lưu Danh cắt lời, Lưu Như Ý đưa tay ra, Lưu Danh giơ gậy gỗ lên, mấy lần chần chừ không đánh xuống được. Nhị ca, nếu đánh thì huynh đánh cho thống khoái một chút, đừng dọa đệ như thế, đánh là vì ngươi đó. Chát. Lưu Như Ý bị đau, bị nhị ca đánh mấy cái, ủy khuất thu tay lại. Lưu Danh lại nhìn sang Lưu Hằng, nhị ca, đệ không theo bọn họ đánh nhau. Lưu Hằng thấy ánh mắt Lưu Danh bất thiện, vội giải thích, ta biết, bình thường ngươi là đứa chững chạc nhất, ta cũng hy vọng khi không có ta, đệ có thể trông coi bọn chúng. Nhưng lần này thì sao, xảy ra chuyện lớn như thế mà ngươi không biết à? Đưa tay ra. Lưu Hằng không phản bác, cũng đưa tay nhận lấy một gậy. Lưu Khôi và Lưu Hữu không cãi gì hết, đưa tay ra luôn. Cuối cùng cũng tới lượt Lưu Trường, nó đã đưa tay ra từ trước. Ngươi không cần đưa tay. Hả? Thật ạ? Đa tạ nhị ca. Lưu Trường mừng quá nỗi,
nhưng nó mừng sớm rồi. Lưu Doanh đánh người tích được chút khí thế, quát, chổng mông lên. Bằng vào cái gì mà bọn họ đều đánh tay, đến đệ lại đánh mông. Mông của đệ trêu chọc gì ai chứ, sao ai cũng thích đánh mông đệ. Chổng mông lên. Rất nhanh, trong chữ điện truyền ra tiếng hát của Lưu Bang. Hôm nay, các ngươi đều ở đây, ta muốn chỉnh đốn lề thói trong cung, ta sẽ không bỏ qua cho một hoàng tử nào hết. Lưu Danh lửa giận bừng bừng nói, không bỏ qua cho ai à? Như ý, mau phái sứ giả tới nước Tề, gọi đại ca về đây, cho nhị ca xử trí. Phải rồi, ngũ ca, huynh bế kiến tới đây, để nó cũng bị nhị ca đánh. Lưu Trường bị đau càng phản kháng, ngươi câm mồm cho ta. Lưu Danh giữ bọn họ ở chữ điện một ngày, có thể nhìn ra hắn giận điên rồi, từ khi sinh ra tới giờ, chưa từng thấy hắn nổi giận như thế. Có điều lần đầu tiên Lưu Trường nhận ra, thì ra nhị ca cũng có chỗ giống A Phụ. Sau Phàn Khoái và Hạ Hầu Anh, đội ngũ ác mộng của Trần Hy rốt cuộc cũng tới đủ. Tướng quân thứ ba tham chiến là Quán Anh. Quán Anh từng ở Tuy Dương buôn bán đồ tơ tằm kiếm sống. Lưu Bang khởi binh phản Tần, công thành cướp đất tới dưới huyện thành Ung Khâu. Quán Anh đi theo Lưu Bang, tiếp đó bắt đầu cuộc đời Nam Chinh Bắc Chiến, vì tác chiến kiêu dũng mà được Lưu Bang coi trọng. Nửa đời của ông ta, không phải tới chiến trường thì đang đánh trận. Đánh Tần xong thì đánh Sở, đánh Phản Đồ, đánh Tặc Khấu, đánh công thành chiến, đánh vượt sống. Từng lãnh binh, từng lãnh chiến xa, cũng từng làm chủ tướng, trong đội ngũ mãnh nhân của Lưu Bang, có một chỗ cho ông ta. Tóm lại là không phải loại Trần Hy có thể bì được. Quán Anh xuất quân Hán đánh bại thừa tướng Hầu Xưởng của Trần Hy dưới thành Khúc Nghịch, xua quân tốt chém chết Hầu Xưởng và năm viên tướng. Sau đó lên sân khấu là Sa Kỵ tướng quân Cận Hấp, người này không cần giải thích nữa, chỉ nhắc một câu, mãnh nhân này từng đánh bại Hạng Vũ, hơn nữa không chỉ một lần. Mãnh nhân này xuất lĩnh bộ đội Sa Kỵ của Đại Hán, chia đường tấn công bộ đội của Trần Hy, phá tan từng kẻ một, ép Khúc Nghịch đầu hàng. Sau đó là khai quốc công lao đệ nhị Tào Tham, ông ta xuất lĩnh quân đội nước Tề, công phá bộ tốt của Trương Xuân tại Liêu Thành, chém đầu hơn vạn người. Chu Bột đã xuất quân từ quận Thái Nguyên chinh phạt Đất Đại, tới cựu đô Mã Ấp của Hàn Tín Vương, đánh mãi không hạ được, liền đồ thành Mã Ấp. Sĩ Tốt giết chết tướng Thừa Mã Hy, ở Lâu Phàn đánh bại quân đội của Đại Vương Trần Hy, Hàn Vương Tín, Triệu Vương Triệu Lợi, bắt sống tướng Tống Tối, phòng thủ ở Nhạn Môn. Thừa Thế đánh sang quận Vân Trung, bắt sống quận Thủ Chi, thừa tướng Cơ Tư, tướng Lĩnh Huân, bình định 12 huyện Vân Trung. Phan Khoái công phá quân Dẫn Phan ở Quảng Xương, bắt sống Kỳ Vô Ngang, Vu Vô Trùng. Lại đánh phá người Hung Nô ở phía nam đại quận cùng quân đội của Vương Hoàng, thừa cơ tấn công quân của Hàn Vương Tín ở Tham Hợp. Tới đây đội ngũ mãnh nhân của Lưu Bang rốt cuộc cũng đông đủ, trừ tam đại tướng không tới, những người khác cơ bản đều đủ, đám phản quân ở đất Triệu Đại bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Dưới sự hợp lực của bọn họ, Trần Hy căn bản không thể cầm cự lâu, bọn họ liên tục tiến công, Trần Hy liên tục chiến bại. Vùng Triệu Đại nhanh chóng được thu phục, toàn bộ quân đội của Trần Hy tan tác, bản thân hắn bắt đầu con đường đào vong. Tới lúc này Lưu Bang cũng thấy nên về rồi, đem chuyện xử lý hậu quả giao cho Chu Bột có biểu hiện vô cùng xuất sắc ở chiến dịch lần này, bản thân quay về Trường An trước một bước. Lữ Hậu đang đợi ông ta ở Lạc Dương, hai người cùng trở về. Lữ Hậu đọc sách lụa trong tay, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra có chút biến hóa nào. Bảo hắn bỏ kế hoạch ban đầu, không vội, thong thả đợi thời cơ đi, đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Lữ Hậu nghiêm túc căn dặn mấy câu rồi thiêu hủy thư tín, cho võ sĩ trước mặt rời đi. Võ sĩ vội vàng đi về phía nước Hoài Nam. Rốt cuộc Lữ Hậu nghĩ cái gì, không một ai biết, nhưng bà ta đúng là an bài người của mình bên cạnh toàn bộ các chư hầu vương khác họ. Có thể biết rõ ràng nhất cử nhất động, lời nói hành vi của bọn họ. Lần bành việt đó, nếu không phải là đi ngay trong đêm, Lữ Hậu sẽ biết chuyện Lưu Trường đã gặp bành việt trước. Lữ Hậu tận lực diệt trừ chư hầu vương khác họ, có lẽ là vì Lưu Doanh, hoặc có lẽ là vì Đại Hán. Bởi vì người có suy nghĩ này không chỉ có Lữ Hậu, mà còn có một vị thừa tướng Tiêu Hà nữa. Lưu Bang cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Lưu Bang không hiểu bành việt căn bản không có ý tạo phản? Cho dù là trước đó có hiểu lầm, nhưng sau khi phái người đi thẩm tra, chẳng lẽ còn không nhìn ra à? Có lẽ trong lòng Lưu Bang biết thừa, chỉ là ông ta không muốn vạch trần, lấy đó làm lý do trừ đi một chư hầu vương, có gì không hay chứ? Còn về phần nương tay với bành việt, càng vì trong lòng Lưu Bang áy náy.
các bạn đang nghe truyện Gia Phụ Hán Cao, tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 066, cái nón của anh bố. Lục huyện, nước Hoài Nam, trong một tòa dân trạch, một vị y sư đang khám bệnh cho một nữ tử trẻ trung xinh đẹp. Y sư kiểm tra bệnh tình của nữ tử xong, nghiêm túc căn dặn, bệnh tình của quý nhân đã tốt hơn trước nhiều rồi. Cần một thang thuốc nữa, nhưng có nhiều loại thuốc chỗ tại hạ không có, tại hạ sẽ mau chóng tìm cho quý nhân. Xin quý nhân dựa theo lời tại hạ, uống thuốc đúng giờ, cứ như thế quý nhân sẽ mau chóng khỏe lại. Đa tạ. Nữ tử cười gật đầu, lại bảo tỳ nữ ở bên dâng lễ vật, hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một người tới bái kiến. Hắn không phải tới một mình, hắn đem theo rất nhiều cận thị, mang theo rất nhiều lễ vật, hắn cung kính đứng trước mặt nữ tử, cúi người thi lễ. Nữ tử có chút kinh ngạc, ngài là ai? Vì sao lại tới bái kiến ta? Thần là Trung Đại Phu Bôn Hách, phủ của thần ở kế bên, nghe nói quý nhân ở đây khám bệnh, chuyên môn tới thăm, đây là ít lễ mọn. Bôn Hách sai người đem toàn bộ lễ vật tặng lên, y sư hiển nhiên cũng quen vị hàng xóm này, cười khà khà đi lên chào hỏi, đồng thời chủ động giới thiệu với Vương Phi. Trung Đại Phu đối đãi với người chân thành, tuy mới chuyển tới không lâu, nhưng đối xử với láng giềng rất tốt, là người rất đáng tin cậy. Vương Phi cười nói, nếu ngài thông qua phương thức tặng quà ta để đại vương coi trọng ngài thì e là sẽ không thành công. Thần tới thăm quý nhân chỉ là vì chức trách của thần tử mà thôi, không phải vì nịnh nọt, càng không có ý nghĩ nhờ đó mà được đại vương coi trọng. Thần vì Vương Phi mà chuẩn bị rượu ngon, Trương Y Sư, không biết Vương Phi có thể uống rượu không? Có thể uống một chút. Vương Phi thường tới đây xem bệnh, mỗi lần xem bệnh, Trung Đại Phu đều tới bái kiến nàng, tặng quà cho nàng. Vương Phi nhận quà, trong lòng cũng bất an, thế là một lần uống rượu ân ái với anh bố, nói Trung Đại Phu Bôn Hách là một người trung hậu thật thà. Anh bố biến sắc mặt, nàng ở trong cung, chưa từng gặp hắn, sao biết hắn là người trung hậu thật thà. Đại vương chớ hiểu lầm, khi thiếp đi khám bệnh, nhà Trung Đại Phu ở ngay sát vách, ngài ấy thường tặng quà, uống rượu với thiếp, nàng. Anh bố mặt đỏ bừng, mắt tràn ngập sát khí, lữ hậu xuất hành đều rất kín tiếng, cơ bản là không thông báo cho quan lại, nếu quan lại chủ động tới nghênh tiếp, bà không mừng mà giận. Có thời gian như vậy sao không đi làm chút việc thực chất cho bách tính, ở đây giả vờ trung thần cái gì? Còn Lưu Bang xuất hành lại trái ngược với Lữ Hậu, gõ trống khua chiêng, hận không thể cầm cái loa hét với bốn phía xung quanh, hoàng đế của các ngươi tới rồi. Ông ta rất hưởng thụ cái cảm giác bách tính mang bát cơm chén canh nghênh đón quân thiên tử, ngồi trên xa giá thiên tử, tận lực kéo dài cổ, để nhìn bách tính xung quanh, cười thật tươi. Thi thoảng quay đầu bốc phét vài câu với Trần Bình, nói mình, được bách tính hoan nghênh thế nào. Trần Bình đã quá quen rồi, chẳng thấy lạ nữa, bình tĩnh gật đầu, bất kể Lưu Bang nói cái gì, cứ gật đầu là đúng hết. Khi Lưu Bang rỉnh rang tới Lạc Dương, mang theo Lữ Hậu cùng trở về, Trần Bình liền thoát khỏi bể khổ, vì Lữ Hậu thay thế ông ta. Lữ Hậu mặt lạnh lùng nghe Lưu Bang luôn mồm bốc phét, cô nén giận không nói một lời. Lần này trẫm về Trường An liền xử tử Hàn Tín, nàng thấy sao? Lưu Bang đột nhiên hỏi, Lữ Hậu mặt lạnh tanh chỉ đáp, tất cả nghe bệ hạ quyết định. Đây tựa hồ không phải đáp án Lưu Bang muốn, ông ta hỏi thẳng, thừa tướng gửi thư cho trẫm, nói nàng bảo vệ Hàn Tín, không chịu cho giết. Ông ấy rất bất mãn với nàng, vì sao lại thế? Vì thái tử. Thái tử ạ? Lưu Bang kinh ngạc hỏi, chuyện này thì liên quan gì tới Doanh? Thái tử tới khuyên thiếp, nói nó muốn thu phục Hàn Tín để dùng, bởi thế thiếp không ra tay, nếu bệ hạ muốn giết hắn, vậy thì cứ giết đi, thiếp không bảo vệ hắn nữa. Lưu Bang căn bản không tin những lời này, khinh thường nói, nàng nói với trẫm Lưu Doanh có chí hướng này chẳng thà nói Lưu Trường viết sách lập phái, như thế còn đáng tin hơn. Lưu Hậu không giải thích, chỉ quay đầu đi. Lưu Trường đang ngủ nướng trong tiêu phòng điện, đột nhiên có cung nữ đánh thức nói thái tử triệu kiến. Đợi khi nó lười nhác ngồi dậy, ngây ra trên giường, Lưu Khôi vội vàng tới tìm, nhìn thấy bộ dạng này thì không kìm được kêu lên, mau mau mặc y phục. Phụ hoàng sắp về rồi, chúng ta đều phải đi nghênh đón. Bên ngoài lạnh như thế, hay là đệ không đi nữa? Lưu Trường ngồi trên giường, dịu đôi mắt lim dim, nói cái gì đó, mau dậy đi. Mấy cung nữ nhào cả tới mặc y phục cho Lưu Trường, Lưu Khôi kéo Lưu Trường rời tiêu phòng điện. Các hoàng tử đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Như Ý không ngờ còn đội vương quan, trông uy phong lẫm liệt.
chỉ là Lưu Trường thì mắt khép lại đứng tại chỗ ngủ gật, thậm chí còn không trêu chọc như ý. Lưu Doanh không ở đây. Khi bọn họ rời Hoàng Cung thì trong thành đã có sĩ tốt canh giữ, khó khăn lắm mới đi ra ngoài thành. Lưu Doanh đang cùng một đám đại thần thân thiết tán gẫu gì đó, các hoàng tử và đại thần phân chia đứng ở hai nơi. Đợi hồi lâu không thấy tung tích Lưu Bang và Lữ Hậu. Trường, đi rửa mặt đi. Mọi người đều nhìn đấy, không được vô lễ. Thấy Lưu Trường ngáp liền mấy cái, Lưu Hằng rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng khuyên, Lưu Trường phẫn nộ chỉ một hoàng tử khác. Đệ chỉ ngáp mà thôi, kiến còn đang ngủ kia kìa, vì sao huynh chỉ nói đệ mà không nói nó? Huynh trưởng, vì sao lại bất công như thế? Ở đằng xa lão bát Lưu Kiến còn quấn tã đang nằm trong lòng cung nữ, ngủ say tít. Lưu Hằng mặt co giật, cắn chặt răng, không thèm để ý tới loại mặt dày vô sỉ đó nữa. Quần thần tất nhiên cũng đang quan sát các thái tử, quan sát các vị chư hầu vương tương lai. Như ý lưng thẳng tắp, tay đặt trên chuôi kiếm, uy phong lẫm liệt, một thân khí anh hùng, rất có phong thái của Lưu Bang. Lưu Hằng đứng cung kính, sắc mặt bình tĩnh, cho dù bị các đại thần đánh giá, cũng chẳng hề sao động. Lưu Khôi không ngừng trả lễ quần thần, rộng lượng ôn hòa. Lưu Trường ngáp dài, thấy các đại thần nhìn mình thì lườm nguýt hoặc hung hăng trừng mắt lại, ngươi nhìn cái khỉ gì? Cẩn thận ta bắt ngươi đi xây vương cung. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc xa giá của Lưu Bang cũng tới nơi. Thái tử đi đầu hành lễ hô to, mọi người đồng loạt hành lễ. Lưu Bang vui vẻ đứng dậy, nghênh tiếp quần thần bái kiến, ông ta xuống xe, đỡ đám đại thần dậy, thân thiết nói với Tiêu Hà. Lần này đi thảo phạt phản nghịch, may nhờ có thừa tướng, các tướng quân nói, lương thảo không có ngày nào bị đứt đoạn, toàn là nhờ công thừa tướng đó. Tiêu Hà đứng dậy, đây cũng là công thái tử, thần chẳng qua là hiệp trợ thái tử hành sự mà thôi. Lưu Doanh mong đợi nhìn Lưu Bang, Lưu Bang nhìn hắn khinh thường, không để ý, dẫn quần thần về cung, các hoàng tử vội tới bái kiến vấn an. Nhi thần cung vấn thanh cung an, trẫm cung an. Nhi thần cung vấn thanh cung an, trẫm cung an. Nhi, ngáp, thánh an. Tới lượt vị hoàng tử nào đó, trẫm, tối qua ngươi làm gì hả? Trong tuyên thất điện, Lưu Bang đang nghe Tiêu Hà báo cáo đại sự phát sinh gần đây, thái tử Lưu Doanh và Lưu Trường ngồi hai bên. Nói ra thì Lưu Trường trưng ra cái mặt đần đụt, A Phụ giữ Tiêu Hà và nhị ca ở lại cũng đành, vì sao còn giữ cả mình lại? Ở đây có chuyện gì của mình đâu, có thể kết thúc nhanh một chút, ta còn phải về ngủ. Tiêu Hà chủ yếu nói tới thành quả của Lưu Doanh thời gian qua, khen Lưu Doanh không ngớt. Không lâu sau, Lưu Bang cũng để Tiêu Hà đi, đối diện với đứa trưởng tử Lưu Doanh này, tâm tình có chút phức tạp, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi làm không tệ, biết nghe kiến nghị chính xác của quần thần, đó là năng lực cần có của một quân vương hợp cách. Sau này ngươi không nên nhàn rỗi nữa, tới triều nghị dự thính, học chút xử lý công việc. Lưu Doanh kích động tới nghẹn giọng, đa tạ A Phụ. Lưu Bang cười, đi đi, mau đuổi theo thừa tướng. Lưu Doanh gật mạnh đầu, vội vàng rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 067, Cha và Con 1. Bấy giờ Lưu Bang mới nhìn sang Lưu Trường, ông đưa tay ra vẫy vẫy, Lưu Trường cẩn thận ngồi xuống bên cạnh ông ta, nói trước, con không làm gì hết. Ngươi đem chuyện của Hàn Tín kể tỉ mỉ cho trẫm nghe, không được nói dối. Lưu Bang trở nên hết sức nghiêm túc, Lưu Trường hỏi, thế nói bắt đầu từ đâu ạ? Từ khi người kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh sư phụ ngươi. Không phải hỏi tội mình, Lưu Trường sợ gì chứ, bắt đầu mồm mép, từ khi người kia đột nhiên xuất hiện, sau đó tâm tình lão sư rất không bình thường, về sau con liền cướp. À mượn ngựa của Như Ý, xông ra tìm lão sư. Khi đó có mấy trăm kỵ sĩ tinh nhuệ đuổi theo, con hoàn toàn không sợ. Con cướp lấy trường kiếm của sư phụ, trường kiếm kêu một tiếng, tức thì mọi người thất kinh, trong chớp mắt con nhảy qua 4-5 giáp sĩ trước mặt, dẫm lên đầu bọn chúng như chuồn chuồn chạm nước. Xông thẳng tới bên cạnh Khoái Thông, một kiếm lấy đầu lão. Kể luôn mồm, Lưu Trường tựa hồ nghĩ ra cái gì, đột nhiên chuyển giọng, khi đó con rất sợ sư phụ bị xử tử. Liền tới tìm A Mẫu cầu xin, kết quả A Mẫu nói với con, nói là nhị ca đã cầu xin rồi, bảo con đừng xen vào việc của người khác. Lưu Bang híp hai mắt lại, nghe rất chăm chú, là ngươi bảo thái tử tới cầu xin hoàng hậu à? Sao A Phụ biết? Lưu Trường tròn mắt kinh ngạc, hừ,
bằng vào ngươi lại còn muốn bày trò trước mặt trẫm, mấy trò ngươi làm, từ nhỏ trẫm đã. Khụ khụ, nói tiếp đi. Sau đó sư phụ bị nhốt lại, nhị ca còn dẫn con đi gặp sư phụ. Đối với chuyện của Hàn Tín, Lưu Bang đã có được 6 loại tình báo khác nhau, mỗi loại tình báo lại nói một kiểu. Vì xác thực ông ta quyết định khi chưa ai căn dặn Lưu Trường, trực tiếp hỏi hư thực trong miệng thằng nhi tử ngốc này. Quả nhiên chân tướng không khác suy nghĩ của ông ta là bao. Phụ tử đang tán gẫu, đột nhiên thích phu nhân tới. Lưu Bang mừng rỡ đứng dậy, thích phu nhân nhào vào lòng ông ta. Lưu Bang cười tít mắt hít sâu một hơi, bế thích phu nhân vào lòng ngồi xuống. Ông ta đang định có động tác kế tiếp thì chợt phát hiện Lưu Trường đang nhìn mình chằm chằm, thế là cái mặt già đỏ bừng, quát, ngươi còn ở lại đây làm gì? A phụ cũng có nói con được đi đâu. Vì, ông làm như ta muốn ở lại đây lắm ấy, Lưu Trường thầm nghĩ, mắt đầy khinh bỉ, Lưu Bang hắng giọng, đặt thích phu nhân xuống, nghiêm mặt nói, chuyện trẫm hỏi ngươi, không được nói với người khác. Sau này không được nghịch ngợm, phải học tập cho tốt. Lại là bài thuyết giáo cũ rích, Lưu Trường nghe tới phát ngán rồi, chỉ yếu ớt vâng dạ. Trẫm nói cho ngươi biết, nếu không phải ngươi còn nhỏ, bằng vào tội ngươi phạm vào, trẫm đã chém cả nhà ngươi. Khụ khụ, đã đủ xử tử ngươi. Giết người, xông ra khỏi cung, cướp ngựa ngự tứ. Lưu Bang đang nói hăng, thích phu nhân bỗng nghĩ ra gì đó, vội cắt ngang lời, bệ hạ minh xét, như ý không phải mang bảo mã bệ hạ ban cho đem khoe khoang, mà Lưu Trường tự cướp lấy. Lưu Bang cười trấn an, không sao, trẫm sẽ không trách tội như ý. Mấy ngày trước, nó còn xúi bẩy như ý ra ngoài đánh nhau. Hoàng hậu còn chưa biết việc này, nếu biết rồi nhất định sẽ trách tội như ý, xin bệ hạ che chở. Hả, ra ngoài đánh nhau à? Lưu Bang nhìn Lưu Trường tức giận nói, mấy đứa nhi tử của Phàn Khoái gọi người đánh con, sau đó con gọi như ý đánh bọn chúng một trận. Lưu Bang nghe vậy thì cười lớn, đánh hay lắm, đại trượng phu phải thế. Lưu Trường chưa hết giận, chỉ thích phu nhân, A Mẫu vốn không định trách mắng như ý, chỉ muốn răn dạy hắn một phen, là ả nữ nhân này xông vào hậu điện, sỉ nhục A Mẫu. A phụ đưa nữ nhân này về quê ả đi, tránh một ngày chọc giận con nấu ả lên. Lưu Bang cau mày, thích phu nhân khóc thút thít, bệ hạ, thần thiếp ở hậu cung, ngay cả một đứa bé cũng dám sỉ nhục thần thiếp. Lưu Bang nghiêm mặt, không nói thêm nữa. Lưu Trường được thể trừng mắt với thích phu nhân. Thích phu nhân thấy Lưu Bang không bênh mình liền mắng, à ta không phải mẹ đẻ ngươi, ngươi bảo vệ kẻ thù giết mẹ đẻ như thế, không xứng làm con người. Câu này vừa nói ra, Lưu Bang sững sờ, ông ta đứng bật dậy quát, câm miệng, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Lưu Trường bàng hoàng, câu nói đó của thích phu nhân làm nó hồi lâu không tỉnh lại, ta không phải con ruột. Trong tiêu phòng điện, Lữ Hậu đang nghe đám cung nữ kể những chuyện xảy ra khi bà không ở trong cung. Nghe nói đám hoàng tử như ý vì Lưu Trường mà ra mặt đánh nhau, bà không tức giận. Thằng như ý đó không đê tiện như mẹ ruột nó, lúc nguy nan mà không giúp đỡ, sao có thể nói là huynh đệ chứ? Lữ Hậu căn dặn cung nữ bên cạnh, chuẩn bị một bộ y phục mới, tặng cho như ý. Đang nói đột nhiên đằng xa xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Lữ Hậu nheo mắt, cách xe như thế bà vẫn nhận ra là cái thứ khốn kiếp kia. Lưu Trường đi rất chậm, khi nó tới trước mặt Lữ Hậu mới nhìn rõ, trên mặt nó toàn dấu nước mắt, còn lau liên hồi, hết sức tội nghiệp đứng trước mặt bà. Lại ăn đòn à? Lữ Hậu không bất ngờ, mở miệng giễu cợt, à mẫu. Lưu Trường lau nước mắt, khóc tới nói không ra lời, à nói con không phải do A Mẫu sinh ra. À nói A Mẫu là kẻ thù của con. Con thực sự không phải là. Không phải là con đẻ sao? Nụ cười trên mặt Lữ Hậu tức thì đông cứng. Thời khắc đó toàn thân Lữ Hậu run rẩy, trên mặt hiện băng xương, bà nói từng chữ một là, đẻ, nào, nói. Thích phu nhân nói, A phụ mắng ả nói linh tinh. Nhìn đứa bé trước mắt khóc nấc lên, Lữ Hậu kéo nó tới, ôm vào lòng, ả lừa con đấy, ả là loại người như thế, miệng không nói được một lời thật. Con đừng tin, hu hu hu. Lưu Trường khóc lớn, Lữ Hậu ôm nó càng chặt, sát khí đằng đằng, mặt mày dữ tợn, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Cung nữ nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sợ hãi, toàn thân run lên, hoàng hậu. Vậy bộ y phục kia, không cần tặng nữa, nếu như đã lớn rồi, vậy thì tặng thứ có giá trị hơn đi. Đất Triệu Đại trải qua chiến loạn, chính là lúc cần chư hầu tọa trấn, quản lý địa phương, xử lý chuyện sau cuộc chiến. Công tử như ý đã phong Triệu Vương,
thiên tư thông tuệ, anh vũ quả cảm, nên tới đất Phong, cai trị địa phương, làm chủ cho bách tính nước Triệu. Trên triều nghị, Lưu Bang kinh ngạc nhìn Triệu Nghiêu, hôm nay quần thần như thống nhất ý kiến vậy. Do Triệu Nghiêu dẫn đầu, mọi người đồng loạt dâng tấu, hy vọng Lưu Như Ý có thể tới đất Phong của mình, làm Triệu Vương. Bọn họ khen Lưu Như Ý không ngớt miệng, cứ như chỉ cần hắn tới được nước Triệu là nhất định có thể quản lý nước Triệu đâu vào đó, ngày một đi lên vậy. Lưu Danh Dự Thính cũng phải trố mắt, không nén được đứng dậy, thứ cho ta vô lễ, Như Ý tuổi còn nhỏ, sao có thể tới đất Phong bây giờ? Thái tử nói không đúng. Triệu Vương tuy còn nhỏ, nhưng dù sao đã phong vương, hơn nữa thiên tư lại thông tuệ, mấy năm qua càng theo cái công học tập, thái tử sao lại xem thường Triệu Vương. Thần thường nghe nói là huynh trưởng phải cho huynh đệ cơ hội thi triển tài năng, không nên xem thường, có tâm tư khác. Một câu của Triệu Nghiêu làm Lưu Doanh á khẩu. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lăng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 068, Cha và Con 2. Lưu Danh cuống cả lên, giải thích, không phải ta xem thường đệ ấy, ta chỉ quan tâm đệ ấy, tuổi của đệ ấy như vậy. Nước Triệu lại vừa trải qua chiến loạn, tặc khấu bốn phương, ruộng đất của cư dân bị phá hỏng. Đệ ấy, chính vì trình cảnh nước Triệu như vậy cho nên mới cần một vị chư hầu vương tới tọa trấn. Nếu Triệu Vương không muốn đi, vậy thái tử có thể chọn một vị hoàng tử khác tới. Chuyện này, ở mặt biện luận, Lưu Danh làm sao có thể địch được đám lão thần, chỉ vài câu đã không biết đối đáp thế nào, Lưu Bang quay đầu nhìn về phía Tiêu Hà. Hy vọng Tiêu Hà có thể nói vài câu, tâm tư của ông ta giống với Lưu Doanh, đều thấy không nên phái Lưu Như Ý tới nước Triệu bây giờ. Tuy nói có Chu Xương phò tá, nhưng trong lòng Lưu Bang tự biết quản lý địa phương khó khăn thế nào. Chu Xương thân là thần tử, bất kỳ chuyện gì cũng phải thương thảo với vương, có thể đưa ra quyết sách, nhưng không thể tự tiện quyết định. Tình huống các nơi đều cần người làm vương tự mình xem xét. Tới ngay cả trưởng tử Lưu Phì, được người như Tào Tham phò tá, cũng ngày đêm vất vả, gầy tới không còn ra dạng người nữa, huống hồ là Lưu Như Ý. Hơn nữa tính cách của hắn vốn háo thắng, nếu hắn tới địa phương, nhất định sẽ không đem toàn bộ đại sự giao cho đại thần như Lưu Phì, nói không chừng còn tự mình tham dự. Nước Triệu vừa phát sinh biến loạn, nếu không quản lý tốt. Đối diện với ánh mắt của Lưu Bang, Tiêu Hà chậm rãi đứng dậy, trầm tư chốc lát nói, thần cho rằng lời ngự sử có lý. Lưu Bang đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó là phẫn nộ, nhưng ông ta không để lộ ra, lần nữa nhìn hướng về Trần Bình. Trần Bình đứng dậy nói, thần cho rằng, vấn đề của nước Triệu không phải một hoàng tử có thể giải quyết, nên để Chu Xương tạm nhận chuyện này, để cho ông ta làm. Lửa giận của Lưu Bang giảm bớt một chút, gật gù, lời của Khanh có lý. Không đúng, Chu Xương chẳng qua chỉ là tướng, nếu đem tất cả mọi chuyện giao cho ông ta, vậy thì còn thành thể thống gì nữa? Tướng ở các nơi chẳng lẽ không học theo à? Đây là đạo gây ra hỗn loạn. Chu Xương lo liệu đại sự nước Triệu có thể, nhưng ắt phải có Triệu Vương tọa trấn. Quần thần tức thì cãi nhau, chia thành hai phái rõ ràng. Lưu Bang trầm mặc nhìn bọn họ tranh cãi, tới tận khi triều nghị kết thúc, mọi người cũng không nói được gì rõ ràng. Kết thúc triều nghị, Tiêu Hà đang muốn về phủ thì Trần Binh đi nhanh đuổi theo ông ta. Thừa tướng, có một câu ta nhất định phải nói với ngài, có điều mong ngài trước tiên thứ tội cho ta. Mời ngài nói, không lâu nữa ngài sẽ bị chém cả nhà. Ông, Tiêu Hà trợn trừng mắt, sao ông có thể nguyền rủa ta như thế? Trần Binh lắc đầu nói, ngài đúng là hiểu người khác lại hồ đồ với bản thân. Nói xong Trần Bình liền không để ý tới thừa tướng nữa, xoay người rời đi. Tiêu Hà sững người tại chỗ, nhìn Trần Bình đi xa dần, rất lâu sau ông mới lắc đầu thở dài, xoay người về phủ. Ha ha ha, ta sắp đi nước Triệu rồi, ta sắp tới đất Phong rồi. Lưu Như Ý ở Thiên Lộc Các la hét, mặt ngập tràn niềm vui, hắn siết tay thành nắm đấm, kích động nói, đây chính là cơ hội đại trưởng phu thi triển tài hoa. Nước Triệu xảy ra chiến họa, trăm thứ cần gây dựng lại. Đây là cơ hội của ta nhất định sẽ quản lý tốt nước Triệu. Không tới 10 năm, nước Triệu sẽ thành nước chư hầu giàu có nhất. Bách tính an cư lạc nghiệp, bách nghiệp hưng vượng. Tới khi đó, ta đích thân xuất lĩnh các dũng sĩ nước Triệu đi thảo phạt Hung Nô. Năm xưa Vũ An quân của nước Triệu đánh cho Hung Nô 10 năm không dám xâm phạm, ta phải khiến Hung Nô 50 năm không dám xâm phạm.
Lưu Như Ý lớn tiếng nói ước mơ của mình về tương lai. Đám đệ đệ nhìn hắn hâm mộ. Nhưng có người chẳng hâm mộ chút nào, thậm chí cực lực phản đối chuyện này. Thích phu nhân lau nước mắt, Lưu Bang nhìn hắn chẳng biết nói gì. Lưu Như Ý đứng trước mặt bọn họ, chân tay luống cuống, con muốn đi thể hiện tài hoa, sao mẹ lại muốn ngăn cản? Câm mồm. Thích phu nhân mắng một câu, bấy giờ mới nhìn sang Lưu Bang cầu khẩn, bệ hạ, Như Ý còn nhỏ, sao có thể phái tới đất phong? Trong hoàng cung, thiếp chỉ có một đứa nhi tử như thế, nếu nó cũng đi rồi, vậy thiếp sống còn có ý nghĩa gì chứ? Đối diện với sự cầu khẩn của thích phu nhân, Lưu Bang cũng không biết phải nói gì. Quần thần kiên định như thế, đều yêu cầu Lưu Như Ý phải tới đất phong. Lưu Bang đương nhiên biết nguyên do vì sao, một mặt là sự báo thù của Lữ Hậu. Thích phu nhân nói ra những lời kia với Lưu Trường, ông ta đã dự liệu được Lữ Hậu sẽ không bỏ qua cho thích phu nhân. Một phương diện khác vẫn là phong ba đổi thái tử trước đó. Quần thần hết sức hài lòng với thái tử, không ai muốn đổi thái tử hết. Nếu Như Ý rời khỏi Trường An sẽ hoàn toàn mất đi uy hiếp với Lưu Doanh, Lưu Doanh có thể yên tâm kế thừa ngôi vị. Đó là nguyên do vì sao Triệu Nghiêu đề xuất ra kiến nghị này, quần thần lập tức tán đồng theo. Dù sao vị thái tử này của Lưu Bang trong lòng quần thần là người kế thừa hoàn mỹ, Lưu Như Ý cũng không tệ, nhưng mà kém xa huynh trưởng của mình. Ngay cả thừa tướng cũng yêu cầu đưa Lưu Như Ý tới đất phong, như thế thì có chút phiền toái rồi. Là hoàng đế, Lưu Bang có thể trực tiếp hạ lệnh để Như Ý ở lại, nhưng dù có là hoàng đế, làm việc cũng phải có lý. Cố chống lại hoàng hậu và quần thần làm theo ý mình, dù Lưu Bang cũng phải nghĩ xem có đáng hay không. Lưu Như Ý rất ủy khuất, hắn thực sự muốn tới đất phong, hắn có lòng tin, hắn nhất định có thể làm ra thành tựu lớn ở phong quốc, trở thành hiền vương của Đại Hán. Hắn không hiểu vì sao A Mẫu, Phụ Hoàng, huynh trưởng đều phản đối. Lưu Bang nhìn hắn, trong lòng đang do dự. Ông ta đúng là rất thích đứa nhi tử trông giống mình y như đúc này, nhưng chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Thích phu nhân khóc sướt mướt, làm tâm tình Lưu Bang càng kém. Được rồi, đừng khóc nữa, tất cả chuyện này đều là vì nàng không giữ được cái mồm. Lần này trẫm đi nghĩ cách, nhưng sau này nàng còn dám nói linh tinh, trẫm tự mình đuổi Như Ý tới phong quốc. Trong tiêu phòng điện, tiểu Lưu Trường gối đầu lên chân Lữ Hậu ngủ, nó như sợ cái gì đó, bám dính lấy Lữ Hậu, chỉ cần bà không ở bên cạnh liền bất an. Lữ Hậu tay trái cầm thẻ trúc, xem rất chăm chú, tay phải khẽ gãi lưng Lưu Trường, dỗ nó ngủ. Đột nhiên có người cười lớn đi vào tiêu phòng điện. Lữ Hậu ngẩng mạnh đầu, nhíu mày. Lưu Bang đang cười lớn giống như con vị bịt bóp cổ, ngưng bật ngay. Ông ta nhìn thấy Lưu Trường đang ngủ say, rón rén chân tay đi tới trước mặt Lữ Hậu, từ từ ngồi xuống. Thằng nhãi này sao lại ngủ giữa ban ngày thế này? Lưu Bang thấp giọng hỏi, mấy ngày qua tâm tình nó không tốt, buổi tối không ngủ được. Lữ Hậu lạnh lùng đáp, Lưu Bang sững người, những lời vốn chuẩn bị rất lâu nhưng không cách nào nói ra được nữa. Ông ta hắng giọng do dự chốc lát nói, ừ, để nó ngủ một chút. Bệ hạ tới thăm Trường sao? Chậm. À, đúng, tới thăm nó. Thế thì tốt, thiếp còn tưởng rằng bệ hạ tới làm thuyết khách cho Như Ý, thì ra trong lòng bệ hạ còn có hoàng tử khác à? Chuyện này, chậm đương nhiên sẽ không thiên vị. Lưu Bang gãi đầu rồi mới nói, chậm cũng áy náy trong lòng. Mấy năm qua bận rộn quốc sự, không rảnh để dạy bảo các hoàng tử. Nay đám hoàng tử này, đứa nào cũng còn nhỏ, cần hoàng hậu đích thân quản giáo. Bệ hạ yên tâm, thiếp sẽ dạy bảo chúng cho tốt, nếu không còn chuyện gì khác, mời bệ hạ trở về. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 069, Thợ Ngói Tiêu Hà. Lưu Bang tới nơi này là có mục đích chưa đạt, ông ta đâu dễ rời đi, nơi này cũng là tẩm cung của trẫm, vì sao trẫm phải đi? Lữ Hậu không dây dưa với ông ta, nói thẳng, Doanh, Trường, Hằng cũng là con của bệ hạ, vì sao lại bên trọng bên khinh như thế? Làm gì có? Khi hai ta không có nhà, Doanh toàn lực làm việc, cho dù là thời chiến, lưu dân vẫn được an bài thỏa đáng, trai tráng đều đi đánh trận, nhưng không để lỡ xuân canh, liên tục phát đi. Lao dịch, nhưng bách tính không oán thán dậy đất, bệ hạ không thưởng, thậm chí không khen ngợi được một câu. Lữ Hậu tuy không ở trong cung nhưng vẫn thấy hết, giọng lạnh lùng bình tĩnh, Trường cải tiến máy móc. Thời gian qua suốt ngày lăn lộn ngoài đồng ruộng, nghĩ cách cải tiến nông cụ,
muốn cống hiến cho thiên hạ, bệ hạ cũng coi như không thấy. Hằng đọc sách có thành tựu, cái công rất yêu quý, nhiều lần nói với thiếp muốn thu nó nhập môn, dạy cho nội dung cao thâm hơn, bệ hạ có biết chăng? Trong mắt bệ hạ chỉ có vị thích phu nhân kia và nhi tử như ý của ả phải không? Chẳng lẽ bệ hạ không sợ? Lưu Bang đuối Lý Ương lên, chẫm sợ cái gì chứ? Đợi một ngày hai chúng ta đều không còn nữa, vì bệ hạ thiên vị, các hoàng tử khác liên thủ giết chết Triệu Vương như ý, bệ hạ phải làm sao? Tới tận khi Lưu Bang rời Tiêu Phòng Điện, ông ta chẳng thể nói được một câu về Lưu Như Ý, mấy lần thăm dò đều bị Lữ Hậu mắng té tát. Lưu Bang chỉ đành rời khỏi nơi này, vừa về tới Tuyên Thất Điện, thừa tướng liền tới tìm. Tiêu Hà tới tìm Lưu Bang chỉ có một mục đích, xử tử Hàn Tín. Thái độ của ông ta vô cùng kiên quyết, có ý hoàng đế không đồng ý thì không rời nơi này. Lưu Bang lấy làm lạ, trước kia khanh tiến cửa Hoài Âm hầu cho trẫm, nay lại là khanh kiên quyết thỉnh cầu trẫm xử tử hắn, nguyên cớ là vì sao? Tiêu Hà nghiêm túc nói, năm xưa thần tiến cử hắn là vì tài năng của hắn, có thể giúp bệ hạ bình định loạn thế, mà nay xử tử hắn là vì thiên hạ mới thái bình, không thể trải qua chiến loạn nữa. Lưu Bang cười nói, trẫm cứ tưởng rằng thừa tướng và Hoài Âm hầu là tri kỷ rất tốt. Đúng là như thế, có điều chính vì thần hiểu hắn nên mới thỉnh cầu bệ hạ xử tử. Nếu ngày nay bệ hạ khoan thứ cho Hàn Tín, thần đoán trước, trong tương lai hắn nhất định gây loạn, Đại Hán lại phải trải qua chiến họa. Vì thừa tướng đứng trước mặt Lưu Bang đã già rồi, những năm qua, ông ta đại khái là người bận rộn nhất trong tập đoàn của Lưu Bang. Đám người Lưu Bang phá sập nhà cửa vốn có, còn Tiêu Hà là thợ ngói, ông ta dựng lên một tòa nhà cao tầng mới tên là Đại Hán trong đống đổ nát. Ông ta tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ ai phá hỏng tòa nhà này, ông ta không muốn nhìn chiến tranh lần nữa cuốn qua cuộc mảnh đất này. Nửa đời trước của ông ta chiến đấu với chiến hỏa, mà nửa đời sau của ông ta chiến đấu với những kẻ dã tâm. Ông ta kiên quyết ủng hộ Lưu Doanh, vì ông ta biết Lưu Doanh kế vị, chiến loạn sẽ rời xa, thiên hạ có thể thực sự biến thành thế giới thái bình. Mảnh đất này thực sự quá cần hòa bình, trải qua mấy trăm năm chiến loạn, mấy trăm vạn người chiến tử, phía sau vô số đóa hoa tư tưởng nở rộ, mơ hồ nghe thấy được tiếng gào khóc của mảnh đất này. Sau khi làm thừa tướng, trong 10 năm qua, Tiêu Hà luôn vì dân làm chủ, làm những việc cải thiện dân sinh, vỗ về bách tính các nơi, muốn bọn họ có cuộc sống tốt đẹp. Tưởng này của Tiêu Hà được kế thừa ở đầu thời Hán, người kế thừa của ông ta, cho dù là hoàng hậu chuyên quyền ngang ngược. Bất kể là kẻ địch đố kỵ, bất kỳ là vị lão tứ không muốn tiết lộ tên nào đó, đều tiếp tục đi theo con đường của Tiêu Hà. Nếu nói Văn Cảnh Chi Trị là cơ sở để Hán Vũ Đế chinh phạt cường địch, vậy Tiêu Hà chính là cơ sở cho Văn Cảnh Chi Trị. Đối diện với lời khẩn cầu của thừa tướng, Lưu Bang tựa hồ nghĩ tới điều gì, những lời này của thừa tướng cũng là ý của hoàng hậu à? Tiêu Hà thất kinh, bệ hạ cớ gì nói lời ấy? Lưu Bang nhếch miệng cười, nói đùa thôi, trẫm sẽ không bỏ qua cho Hoài Âm hầu, hắn hai lần mưu phản, nếu còn bỏ qua cho hắn, chư hầu thiên hạ sẽ đều học theo mất. Tiêu Hà thỏa mãn hành đại lễ với Lưu Bang, thế thì tốt quá. Tiễn thừa tướng đi rồi, Lưu Bang quyết định đích thân tới gặp Hoài Âm hầu. Nhìn thấy Hàn Tín bẩn thỉu nhếch nhác, toàn thân thương tích, Lưu Bang khó nói lên tư vị thế nào, ông ta có chút tức giận, vì sao sỉ nhục Hoài Âm hầu như thế. Ngục lại có sao đáp vậy, đó là mệnh lệnh của hoàng hậu, cứ mỗi 3 ngày phải chấp hành hình phạt roi với tội phạm. Cứ mỗi 7 ngày phải. Được rồi, sau này đừng làm thế nữa. Vâng. Lưu Bang cách chấn xong gỗ nhìn Hàn Tín bên trong, ngươi hà tất phải làm thế. Hàn Tín ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng có lấy một chút sợ hãi nào, bị người ta che mắt. Ồ. Lưu Bang nghe ra Hàn Tín tựa hồ có ý nhún mình, phải biết rằng cái khúc xương cứng này sau khi bị mình bắt chưa từng chịu yếu thế, điều này làm Lưu Bang mừng rỡ. Mặc dù bị người khác xúi bẩy, nhưng ngươi 2 lần mưu phản, tội không thể tha, trẫm quyết định xử tử ngươi, chỉ tiếc cho tài năng của ngươi. Ai? Lưu Như Ý lắc đầu, hắn ngồi trong Thiên Lộc Các, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở việc học tập, thần sắc ủ rũ, tinh thần hoảng hốt. Chuyện mọi người ngăn hắn, không cho hắn tới Phong Quốc, làm cho hắn không sao hiểu được. Hắn cho rằng mọi người coi thường mình, điều này khiến tâm tư chứng minh bản thân lại càng mạnh mẽ. Có lẽ là bởi vì tướng mạo trời sinh, hoặc có lẽ là vì bị mẫu thân ảnh hưởng, Lưu Như Ý tựa hồ từ rất nhỏ đã bắt chước Lưu Bang. Từ nhất cử nhất động đều cố ý học theo thần thái của Lưu Bang, cuối cùng hắn thành thói quen, dần dần trở thành một tiểu Lưu Bang từ hình tượng tới thần thái đều giống Lưu Bang như đúc.
cũng không biết hắn muốn lập công dựng nghiệp rốt cuộc là suy nghĩ của hắn hay là vì mô phỏng Lưu Bang nên cho rằng Lưu Bang nên có chí hướng đó. Tam ca, Lưu Hằng lên tiếng nói, tam ca có lòng tận lực vì thiên hạ, đệ vô cùng kính phục. Có điều chúng ta chưa tới tuổi như đại ca, cũng không dám nói là nhất định có năng lực cai trị tốt địa phương. Huynh muốn chứng minh năng lực của mình thì càng phải học đạo lý trị quốc cho tốt, chứ lãng phí ngày tháng thế này thì ích lợi gì. Lưu Như Ý miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Ừ, đệ nói có lý, ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Cái công đang nghỉ ngơi ở phía trước, nghe được những lời này của Lưu Hằng, không kìm được gật đầu. Trong tất cả những hoàng tử mà ông dạy bảo, ông thích nhất là Lưu Hằng. Lưu Hằng thông minh, bất kỳ thứ gì cũng chỉ nhìn một lượt là học được. Đồng thời hắn cũng hết sức chịu khó, không vì thông minh mà lơ là học tập. Nhưng phàm gặp phải vấn đề không hiểu, sẽ nhiều lần tới thỉnh giáo ông ta. Hắn đọc sách không phải là vừa học, mà là học thật sự. Trong tất cả các hoàng tử, hắn là người thành thục nhất. Cái công tán thưởng gật đầu, quay đầu lại một cái, vừa vặn nhìn thấy một cái đầu dán sát trước mặt mình. Ông giật mình, ngả người ra sau, nhìn kỹ lại, té ra là công tử Trường. Lưu Trường đi học lại rồi, trải qua mấy ngày buồn bã, được Lữ Hậu dỗ dành, nó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vô tâm như trước, giống lúc này đây cười ngốc nghếch nhìn chằm chằm cái công. Ngươi muốn làm gì? Đệ tử có chuyện này muốn thỉnh giáo lão sư. Nói mau, đừng làm lỡ việc đọc sách. Các bạn đang nghe chuyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 070, Cái Công. Lưu Trường áp giọng xuống, nói, đệ tử và một đám người kết oán, nhiều lần đánh đau đối phương, nhưng bọn chúng vẫn không chịu phục, còn định báo thù, đệ tử phải làm sao? Cái công nghe mà đùng đùng nổi giận, hỏi ngược lại, ta theo hoàng lão, vô dục vô cầu, vô vi tự hóa, chưa bao giờ tranh chấp với người khác, làm sao ta có thể biết những thứ đó? Ai, hiện giờ đệ tử không gặp được một vị lão sư khác, chuyện này nếu hỏi những người khác thì rất không ổn. Lưu Trường chỉ còn biết lắc đầu, nó vốn cứ nghĩ cái công không gì không biết có thể cho nó một kiến nghị không tệ cơ. Trường này, con người phải lấy tự nhiên làm gốc, không nên dễ dàng nổi giận, càng không nên bị cơn giận làm ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi giữ vững bản tâm, tránh xa kẻ thù sẽ không thể làm thương tổn tới ngươi. Tĩnh tâm dưỡng thần, lấy tấm lòng bình hòa đối diện với thế giới. Cái công bình tĩnh nói, ngữ khí ôn tồn của ông rất có sức cuốn hút, nghe rất dễ chịu. Lưu Trường ủy khuất nói, đệ tử theo lão sư học hoàng lão, có thể bỏ qua ân toán, tĩnh tâm dưỡng thần. Nhưng đám người kia là chó điên của Pháp gia, chúng nhất định muốn sống mái với đệ tử, không chịu buông bỏ. Cái công nheo mắt, ồ, Pháp gia sao? Nếu chúng không muốn để ngươi tu thân dưỡng tính, vậy dùng thủ đoạn mãnh liệt hơn đáp trả, để chúng đồng ý để ngươi tu thân dưỡng tính. Hả? Sư phụ, không phải người vừa nói phải bỏ ân oán xuống à? Hồ đồ! Lấy đức báo oán, lấy gì báo đức? Sư phụ, người khoan đã. Nếu đệ tử nhớ không nhầm thì câu này hình như là Khổng Tử nói. Đây là tư tưởng Nho gia mà. Cái công nói nhẹ như không, nói linh tinh gì thế? Đạo gia ta thành lập sớm nhất, Khổng Tử cũng từng học tập lão tử. Là Nho gia sao chép từ, tưởng của đạo gia ta. Lưu Trường tựa hiểu tựa không, thì ra học phái hoàng lão của chúng ta lợi hại như thế, cả Mạc gia Nho gia đều sao chép chúng ta. Nhưng đệ tử đánh không, khụ khụ, đệ tử ít không địch được nhiều, bọn chúng bây giờ tới gần 60 tên rồi. Đệ tử làm sao chống lại, đánh ngã kẻ đứng đầu, những kẻ khác không đánh cũng tan, đây là tinh yếu của binh pháp. Đệ tử hiểu rồi, đây là nội dung binh gia sao chép của chúng ta đúng không? Không sai, đúng là thế đó, trẻ nhỏ dễ dạy. Thế này đi, chập tối ngươi tới, ta dạy ngươi vài ngón, dùng để phòng thân. Cái công rốt cuộc bị thuyết phục rồi, đa tạ sư phụ. Đây là lần đầu tiên cái công rời khỏi Thiên Lộc Các, cũng là lần đầu tiên Lưu Trường thấy bộ dạng của ông khi đứng dậy. Lão sư đúng là rất cao, mặc dù không vạm vỡ, nhưng dáng rất cao, hai tay cực dài, ông ngạo nghễ đứng trước mặt Lưu Trường. Nói, ta dạy ngươi một bộ kiếm pháp này không thể dùng trên chiến trận, có điều phòng thân thủ đủ rồi, thế nào? Kiếm pháp ạ, hay quá, hay quá. Bộ kiếm phép này tên là gì ạ? Kiếm pháp chính là kiếm pháp, còn lấy tên gì nữa chứ? Cái công không vui mắng một tiếng, từ từ lấy bảo kiếm ra,
Kiếm của ông ta dài hơn so với thanh kiếm bình thường, là kiểu chế kiếm của nước Tề. Vỏ kiếm màu đen kịt, tuy không có bất kỳ hoa văn nào, nhưng trông hết sức tinh xảo. Vì dạy Lưu Trường, Cái Công sớm đã chuẩn bị đạo cụ, đó là một cái gậy gỗ mảnh dài, độ dài gần bằng kiếm của Cái Công. Lưu Trường tay cầm trường kiếm, cười ngu ngu, múa may lung tung, miệng còn phối âm view, 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 ong. Lưu Trường chỉ nghe thấy một tiếng động rồi gậy gỗ trong tay bị chia làm hai, nó thậm chí còn chưa nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Lưu Trường ngu người luôn, nó đứng ngây ra rất lâu, cầm hai đoạn gậy gỗ, nhìn Cái Công, sư phụ, vừa rồi là. Người chặt đấy à? Tôn chỉ của kiếm pháp là nhanh, trước khi kẻ địch có phản ứng phải giết chết hắn, đây là tiết học đầu tiên. Ông trời ơi! Lưu Trường vẫn còn chấn động vì màn xuất kiếm tốc độ vừa rồi của lão sư, nó còn muốn đi tìm danh sư học võ nghệ, thì ra danh sư luôn ở trước mặt mình, nhưng kiếm của đệ tử gãy rồi. Không sao, ta chuẩn bị cho ngươi không ít, nào, đổi thanh kiếm gỗ khác. Được rồi, tiếp theo ta công, ngươi thủ, chú ý nhìn kiếm của ta. Cái Công nói rồi thình lình xuất kiếm, lần này Lưu Trường rốt cuộc nhìn rõ rồi, nghe ong một tiếng, mũi kiếm chỉ ngay vào mi tâm nó. Hai chân Lưu Trường run rẩy, mặt trắng bệch, thiếu chút nữa đái ra quần. Khá lắm, vậy mà không sợ tới ngất xỉu. Sư phụ, Lưu Trường không ngờ vị lão sư ôn hòa thoáng chốc dữ dội như thế, người có thể đối kiếm không, cái kiếm này không có mắt, nếu tiến thêm một chút thôi là sư phụ mắc trọng tội rồi. Cái Công hừ một tiếng, ngay cả dũng khí đối diện với kiếm mà cũng không có thì làm sao học được kiếm pháp. Ngươi có học không? Học, học, đệ tử học. Ha ha ha, lão, sư, bình thường đệ tử có chút bất kính với người, người đừng để trong lòng. Kỳ thực đệ tử rất kinh phục sư phụ, xin người nhất định phải cẩn thận, đừng run tay nhé. Lưu Trường cười to rất giả, sau này đệ tử nghiêm túc nghe giảng, tuyệt đối không trêu chọc sư phụ nữa. Luyện võ nửa ngày trời, Lưu Trường không đỡ nổi đòn tấn công của Cái Công dù chỉ một lần. Cái Công xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái là mũi kiếm đã dừng ở mi tâm hoặc trước mắt. Cái cảm giác đó thực sự là hãi hồn. Có điều bị Cái Công giày vò nửa ngày như thế, Lưu Trường dần dần không sợ nữa, dù bị lão sư chỉ kiếm vào cổ cũng không run nữa. Tới tận khi trời tối hẳn, Cái Công mới buông tha không hành hạ Lưu Trường nữa. Lưu Trường thở hổn hển ngồi dưới đất, nó cứ né mãi, tinh thần và thể xác đều mệt tới mức độ nhất định. Còn Cái Công vẫn nguyên si dáng vẻ ban đầu, không có chút thay đổi nào. Ông đỡ Lưu Trường dậy, đừng ngồi, dùng miệng thở ra, dùng mũi hít vào, ổn định nhịp thở. Ngươi học khá lắm, mai lại tiếp tục. Lưu Trường vốn còn ủ rủ, vì mình không ngờ chẳng đỡ được nhát kiếm nào, nhưng lúc này được Cái Công khen ngợi. Nó mừng rỡ, vỗ ngực nói, đệ tử vốn có thiên phú, có phong tư kiếm thánh à. Sư phụ, kiếm pháp này đệ tử phải học bao năm? 10 năm. Gì? 10 năm nữa kẻ thù của đệ tử sớm chẳng còn bóng dáng nữa rồi. Nếu chỉ muốn đánh ngã cái gọi lẻ kẻ địch kia của ngươi, 10 ngày là đủ. Dưới ánh nến, Lưu Trường chẳng có chút lễ nghi nào nằm bò bên cạnh Lữ Hậu, lớn tiếng bốc phét. Vị Cái Công đó đúng là ghê gớm, mới đầu con còn nghĩ ông ấy là lão già vô dụng, nhưng kiếm của ông ấy đúng là thần. A Mẫu thiếu chút là không thấy nhi tử nữa. Ông ấy nói, con theo ông ấy học 10 năm mới có thể nắm được tinh túy của kiếm pháp. Con thấy, không cần lâu như vậy, cùng lắm là nửa năm con sẽ học được. Ông ấy còn nói con có phong tư kiếm thánh, nói thiên phú kiếm pháp của con cao, ông ấy chưa từng gặp. Nếu không phải ông ấy khổ sở cầu xin con kế thừa y bát của ông ấy, con căn bản là không muốn học. Lữ Hậu chẳng động lòng, chỉ cúi đầu khâu vá cái áo bị rách của Lưu Trường. Lưu Trường nói tới kích động đứng dậy, mổ vào má Lữ Hậu một cái, tràn trề tự tin nói, A Mẫu, đợi con học được kiếm pháp rồi, ai dám tới bắt nạt A Mẫu, con cho một kiếm băm hắn. Lưu Hậu khó chịu lau nước bọt trên mặt, mắng, ngày mai con còn làm y phục rách thành thế này, ta băm chân con trước. Nghe bảo Hoàng lão Cái Công vốn là người tắc hạ học cung, ổng là người có thật trong lịch sử, mình biết qua Tào Tham. Khi Tào Tham làm tướng ở nước Tề, gặp chuyện khó thì tới tìm ổng, toàn bộ điều mình biết là thế. Tắc hạ học cung thì trong tầm tần ký có nói, kiếm thánh Tào Thu Đạo, oánh cho Hạng Thiếu Long chạy trối chết. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Gia Phụ Hán Cao Tổ của tác giả lịch sử Hệ Chi Lang tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.